xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó xem sản phẩm và video mới nhất của em nhé. Đó thì khi mà các bác mua hàng bên em thì lưu ý cho em là các bác mua hóa đơn trên 200k nhé, nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhé. Đấy thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video hôm nay. Hôm nay thì sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái si đánh giày này. Lên mã cho em sẽ là cái si đánh giày. Cái si đánh giày này thì chuyên để các bác đánh bóng giày và đặc biệt là giày da nhá. Đấy, lưu ý cho em là chuyên để các bác đánh bóng giày da nhá, còn những cái dạng giày vải là các bác không dùng đâu. Chỉ chuyên dùng cho các bác đánh giày da thôi. Đấy thì một cái bộ này thì sẽ có giá là 30 ngàn các bạn. 30 ngàn thì nó sẽ gồm có là một cái dụng cụ để các bác đánh bóng này. Đấy, một cái cục một mút như này và đi kèm là một cái chai nước các bạn nhá, chai nước đánh bóng. Đấy, chai nước đánh bóng thì đây. Một cái bộ này là sẽ có giá là 30 ngàn này. Đấy, si đánh bóng giày. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái si đánh bóng giày da nhá, chuyên để các bác đánh bóng giày da. Với giá sẽ là 30k nhá. Thì cái này trong này sẵn thì nó đã có sẵn rồi thì về các bác cứ thế là các bác dùng là các bác đánh thôi. Còn nếu mà khi mà hết thì các bác lại lấy cái nước ở trong cái chai này ra các bác đổ ra. Nó là cái dầu dầu bóng nhá, dầu bóng các bác đổ ra cái mút mút này và bắt đầu các bác dùng cái mút này các bác đánh cho em. Rất là bóng luôn đây. Em test thử cái đôi giày da của em này. Đấy, đây em test thử nhá. Các bác nhìn này. Hai bên khác hẳn nhau luôn nhá. Một bên này em chưa đánh này, một bên em đánh rồi, các bác nhìn này. Đấy, nó bóng hẳn lên luôn, nhìn rất là ok, nhìn đúng như giày mới luôn nhá. Đấy, nhìn đúng giày mới này, các bác nhìn đây này. Các bạn nhìn hai phần nó khác biệt nhau hả này. Bên này em đánh rồi này, bên này chưa đánh này. Đấy, thấy không? Bên này chưa đánh. Đây em đánh cho bác coi lại này. Đấy, em đánh cho bác coi lại nhá. Đây. Đấy, đây. Các bác cứ lấy này các bác chà thôi. Lấy này các bác chà thôi. Đấy chà. Đấy có thấy không? Vừa đánh qua luôn cái bóng loáng luôn nhá. Đấy, bóng loáng luôn. Thì chuyên dùng cho các bác nào mà đi giày da các bác nhá. Chuyên dùng cho bác nào đi giày da. Đấy. Những cái đôi giày của bác cũ, đấy cũ các thứ giờ rồi thì các bác mua cho em cái miếng mút này về. Đấy rồi là đi kèm là nó có một cái lọ nước đánh bóng này nữa. Đấy, một cái lọ nước đánh bóng nữa thì về khi mà hết ở trong này hết thì các bác lấy này các bác đổ đây. Đấy, đổ đây thì cái miếng mút này sẽ thấm và cứ thế là các bác đánh dần là thôi, đánh dần là thôi. Đánh rất là bóng luôn đây. Thực tế sản phẩm em đã test đây nhá. Đây là một chiếc này là em đánh rồi, một chiếc chưa đánh này, các bác nhìn này. Hai cái nó khác hẳn nhau luôn đây này. Bên này nó có bóng đâu. Đây bên này. Thấy không? Bóng loáng luôn nhá. Chuyên để các bác đánh giày da. Đấy, vừa làm bóng này vừa bảo vệ cái đôi giày của bác nhá. Lớp da là nó lúc nào nó cũng trong tình trạng là nó ẩm. Khi mà cái lớp da nó trong tình trạng nó ẩm thì cái da nó rất là bền các bạn. Da nó rất là bền, nó không bị nổ da rồi là nó không bị rộp các bạn. Đấy, da là các bác dùng các bác đi cũng phải biết bảo quản nhá. Chứ nếu mà các bác bảo là da thật nhưng mà các bác không biết bảo quản thì da thật hay đến da không thật thì nó cũng đều hỏng hết. Đấy thì các bác lưu ý này. Đấy, một cái sản phẩm rất hay. Đấy, đây, bên này chưa đánh này, bên này đánh rồi này, rất hay luôn. Đấy thì đó là cái này là cái si đánh bóng giày nhá. Đấy, cái si đánh bóng giày đó, si đánh bóng giày 30 ngàn cho một cái cục si đánh bóng giày này các bác nhá, chuyên để các bác đánh cho giày da nhá, chuyên để các bác đánh cho giày da. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn pin này. Cực kỳ nhiều bác hỏi em là có con đèn pin cầm tay nó nho nhỏ vừa vừa không để các bác dùng nó dễ dùng này, thì đây về cho bác một cái lô đèn pin, mã sẽ là mã D1 nhá, và em báo giá luôn 120 ngàn cho một chiếc đèn pin D1 này. Con này thì siêu sáng luôn, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn này, đi kèm cho các bác là một viên pin nhá, một viên pin. Đấy, một viên pin của Panasonic này. Đấy, hàng made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, pin Panasonic và hàng made Japan. Và đi kèm cho bác nữa là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Đấy, cọng dây cáp sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn điện sạc vào sẽ là cái nguồn điện 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại đây này. Các bác có những cái cục sạc điện thoại như này này là các bác cắm vào để các bác sạc được cho ấy, là nó có cái chính cổng USB là các bác cắm vào các bác sạc cho đèn rồi. Còn đây em sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta, con đèn. Toàn bộ của nó sẽ là bằng thân nhôm nhá, toàn bộ bằng thân nhôm, cực kỳ là chắc chắn luôn, cầm chắc tay lắm. Đây em sẽ tháo đèn và lắp pin vào để test cho bác coi nhá. Cái đầu dương thì các bác sẽ cho vào trước này, đầu dương là cho vào trước nhá. Đấy, đầu âm là để bên ngoài đó, sau đó các bác cho vào, các bác xoáy ra, xoáy chặt giúp em nhá, xoáy chặt tay, xoáy thật chặt tay nhá. Đấy, xoáy chặt tay là nó mới lên đó. Còn các bác mà xoáy nới lỏng ra một chút là nó không lên đâu ạ. Đấy, nới lỏng ra một chút là nó không lên đâu, các bác phải xoáy thật chặt tay vào nhá. Đấy, chặt tay vào. Đấy, con này nó sẽ có chế độ 1 này, chế độ 2 này, chế độ 3 này. Đấy, 3 chế độ sáng nhá. Ngoài ra con này nó có thể chỉnh được pha luôn, chỉnh được pha hẹp vào này, thu hẹp vào, chỉnh pha rộng ra này, bằng thao tác là các bác rút cái này cho. Đấy, rút được, các bác đẩy cái phần này thì nó sẽ cho pha to ra, rộng vào. Đấy, tùy nhu cầu các bác xài nhá. Con này thì các bác yên tâm là cực kỳ sáng luôn, trong tầm khoảng tầm
200 cho đến 300 mét thì rất là sáng luôn. Các bác nhìn cái phần pha nó trụm vào này, có nhìn này, ánh sáng nó trắng xóa luôn, các bác nhìn này. Đấy, đây em đang soi chữ, các bác không nhìn ra là các bác biết là cái độ sáng của nó như nào rồi. Cực kỳ sáng luôn. Đây còn đây, em pha, cho pha nó rộng ra hết này. Đấy, pha rộng ra cũng rất là sáng nhá, pha rộng ra rất là sáng luôn. Đó, thu hẹp vào này. Rộng ra này, rất ok bác luôn. Cực kỳ hay. Thì đây là cái phần chân sạc nhá. Đấy em cũng nói luôn, đây là cái phần chân sạc này, thì về các bác rút cái phần này ra này, rút cái phần này ra thì nó sẽ lộ ra cái phần chân sạc nhá. Nó là chân sạc Type-C. Đó thì đi kèm là nó sẽ có cái dây cáp sạc nha. Đấy các bác cắm vô đây. Đấy sau đó là các bác nhà có cái cục sạc điện thoại nhà này, các bác cắm vào. Và các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc cho cái điện này thôi. Đấy, rất là dễ xài các bác nhá, rất dễ xài, rất dễ sử dụng. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào. Và cái con này khi mà bật lên ấy thì nó sẽ có là báo cái pin ở đây luôn, báo vạch pin đây luôn. Hiện tại là đang full pin này. Đấy, còn nếu mà các bác dùng hết pin thì nó sẽ báo dần dần xem còn một vạch, hai vạch, ba vạch. Đấy nó sẽ báo cái đèn ở đây luôn, báo đèn pin vạch pin ở đây xem còn nhiều ít để các bác chủ động các bác sạc nhá. Đấy, một này, hai này, ba này, có cả cái chế độ nháy luôn nhá. Nói chung là các bác cầm tay rồi các bác mang đi, con mang lại con này khá là vừa tay. Nó chiều dài nó khi mà rút ra hết thì nó rơi khoảng tầm là 20 cm thôi. Đấy, nhất rất là nhỏ gọn tiện lợi, mình có thể là bỏ trong ba lô cốp xe, bỏ trong túi quần, có phần dây đeo mang đi mang lại rất là vừa vặn tay. Đấy, và nó sử dụng dòng chip led siêu sáng nhá, các bác nhìn này cực kỳ sáng luôn. Nó có pha rộng này, pha thu vào này, pha thu vào để các bác soi những cái chỗ nào vị trí nào nó xa. Đấy, pha rộng ra để các bác soi những vị trí gần, rất ok, cực kỳ đa năng cho một con đèn luôn nhá, rất đa năng luôn. Thiết kế cực kỳ chắc chắn, toàn bộ là bằng thân nhôm. Đấy, có đi kèm là dây cáp sạc nhá, đi kèm cho các bác là cả pin luôn. Đấy, đi kèm đó là cả pin về là các bác xài luôn, rất ok bác luôn. Đấy, đây pin, pin này là pin 18650 này. Đấy, hàng made in Japan, Panasonic nhá, quá xịn sò ngon lành luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bộ đèn pin D1 nhá, đèn pin D1. Đấy, đèn pin D1 với mức giá là 120.000 nhá, 120.000 cho một cái đèn pin D1 nha, 120k một chiếc đèn pin D1 nhá, 120k một chiếc, bao gồm là đầy đủ là cả đèn, cả thân đèn rồi cả dây sạc các thứ đi kèm đó. Ngoài ra thì bên em cũng đang có bán cái cục sạc nha, đó là cái cục sạc chân USB. Cục sạc nguồn vào sẽ là cục sạc nguồn 220, nguồn ra của nó sẽ là 5V 2A nhá. Đấy, tức là các bác sạc cho điện thoại này, rồi là các bác sạc cho cái đèn em vừa quay này. Đấy, nó có cái dây sạc này, các bác có thể cắm vào sạc cho đèn cũng ok luôn. Cái này thì lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc 2A, dòng này cũng của Samsung này, xịn ngon này luôn. Cục sạc 2A này với giá sẽ là đi 30.000 nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cục sạc 2A nhá, cục sạc 2A với giá là 30k. Đấy thì bác nào mà chưa có cái cục sạc này thì mình có thể mua về để các bác sạc cho cái đèn này này. Đấy, sạc cho cái đèn này. Còn nếu mà các bác có rồi thì mình về các bác cắm vào cái cổng USB nhà mình ấy, cắm vào những cái cục sạc điện thoại nhà mình còn dư ấy, là các bác cắm vào đấy là các bác sạc cho cái đèn là ok rồi. Đấy, còn là bác nào chưa có thì mình có thể mua kèm thêm cái cục sạc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô giấy giấy khăn rút treo tường nhá. Thì các bác lên mã giúp em sẽ lấy khăn rút treo tường. Hàng này thì hàng của Vietnam Airlines. Đấy, công ty Vietnam Airlines, công ty hàng không Việt Nam này. Đấy, sản xuất nhá. Đấy thì đây. Về cái lô này, một túi này thì sẽ là 1.500 tờ này, 1.500 tờ. Đó, rất là dễ dùng, nó có cả hướng dẫn dùng này. Bước 1 là xé ở đây này, đấy, xé đường ở đáy túi này. Bước 2 là treo túi cố định lên. Bước 3 là các bác kéo từng tờ xuống này. Thì đây nó có cái phần kẻ này, các bác lấy cái này ra, sau đó các bác kéo ra nhá. Đấy, kéo ra, kéo nó ra này. Đấy, kéo ra, sau đó là các bác cứ thế là các bác cầm ở đây, các bác rút dần này nhá. Đây các bác cầm ở đây, các bác rút dần này treo. Đấy, rút dần ra này, cứ rút ra nhá. Và lúc nào ấy là các bác đeo lên cho. Đấy, đeo lên rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo lên cho em rất ok. Hàng giấy của Vietnam Airlines nhá. Đấy thì bên em sẽ bán theo thùng nhá, bán theo thùng. Thì một thùng này thì sẽ gồm bao gồm là 4 gói thì sẽ có giá là 100.000 cho một thùng này. Đấy, khăn rút treo tường nhá. Thì các bác lên, cứ lên mã em sẽ là cái khăn rút treo tường hoặc là cái giấy của Vietnam Airlines. Đấy, cái giấy ăn của Vietnam Airlines nhá. Đấy, một túi này là 100k. À, một thùng này là 100k. Và bên em bán là cả thùng luôn, là một 4 gói một thùng nhá, 4 gói trên một thùng. Thì khi mà các bác mua thì sẽ khuyến mại thêm cho bác là 4 cái móc treo. Đây này. Khuyến mại thêm cho bác là 4 cái móc hai cái móc treo nhá, hai cái móc treo để về các bác dán, các bác treo lên tường nhá. Hai cái móc treo như này. Để về các bác dán, các bác đeo lên tường. Đấy thì một thùng sẽ gồm có là 4 gói, hai cái móc treo như này. Để về các bác đeo lên tường. Hàng thì của công ty Vietnam Airlines. Đấy, sản xuất thì tại Việt Nam này. Đấy, đầy đủ địa chỉ các thứ. Thành phần chính 100% là bột giấy này. Đấy, ok luôn. Nói chung là một cái sản phẩm rất là thông minh để về các bác treo lên tường rất là tiện. Đây
em sẽ quay thực tế cái sản phẩm này về để các bác coi. Đây mới nhá, đây. Đấy, sản phẩm thì thực tế như em đang xài đấy nhá, đang xài đây, rất ok luôn. Đấy thì khi mà về các bác dùng thì các bác lấy cho em cái móc dán trong hộp vậy, các bác dán nó lên. Đấy, dán nó lên này. Đấy, và các bác treo lên. Và lúc nào mà các bác dùng thì các bác xé theo cái đít, ở cái đít này nó có cái xé theo đường chỉ dẫn này. Đấy, các bác xé theo cái đường này nhá. Và bắt đầu là các bác xé, các bác cứ rút dần ra. Đấy, rút dần đi nhà này. Rút dần ra nhá. Đấy, lúc nào dùng là các bác cứ rút này thôi. Đấy, rất là tiện dụng và rất là hay. Cứ rút này thôi. Mình dùng đâu mình rút nó đấy, rất là hay. Đấy, các bác không cần phải cho đau hộp hay nhào cả, cứ treo lên. Các bác treo trong nhà vệ sinh này, nhà bếp này, nhà ăn này, rồi các bác treo lên trên nhà này. Đấy, những cái chỗ nào các bác cần thì các bác treo. Đó. Thì cứ dùng đâu được các bác treo đấy nhá. Đấy, khi nào mà hết thì mình lại bỏ ra, mình lại treo túi khác lên, thế là xong. Đó thì em vừa quay là các bác biết là cái này làm sao, tại sao gọi là cái khăn rút treo tường nhá. Đấy, cái khăn rút treo tường nhá. Đấy thì nó sẽ treo lên, và khi mà treo lên thì các bác xé trong cái đường ra này. Và cứ thế là các bác rút dần dần trong này ra. Đấy, cứ thế các bác rút ra, rút ra. Đấy, thì nó sẽ ra dần ra dần. Đó, rất tiện dụng luôn. Treo lên là vừa đỡ tôi như tích này, sạch sẽ này. Rồi là lúc nào cần cái là mình sử dụng ok luôn. Đấy, và một cái túi này là 1.500 tờ. Các bác dùng thả con gà mái luôn. Cái này thì em ví dụ là dùng nhiều, cũng dạng dùng nhiều. Chắc là dùng chắc phải cả hơn tháng hết một cái thùng nha. Đấy là dạng dùng nhiều nhá. Còn nếu mà các bác dùng ít thì chắc là một thùng 4 gói này chắc phải dùng khoảng tầm 4 5 tháng luôn. Đấy, dùng rất là được lâu nhá. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 100 ngàn thôi. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái giấy rút của Vietnam Airlines nhá, giấy rút của Vietnam Airlines. Sẽ có giá là 100 ngàn nhá, 100 ngàn cho một cái thùng giấy rút của Vietnam Airlines bao gồm là 4 gói một thùng nhá, 4 gói một thùng. Đấy, và tặng thêm cho bác là hai cái móc treo nhá. Đấy, tặng thêm cho bác là hai móc treo. Hàng của Vietnam Airlines rất chất lượng luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó, cái dòng thước thước đo này, thước đo thước rút nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Filter thì hiện tại em đang có hai mã, là một mã 7,5 m nhá và một mã 5 m này. Đấy, một mã 7,5 m, một mã 5 m. Thì đây, toàn bộ những cái dòng bên em đang bán là đều có lỗ ban hết nhá, đều có lỗ ban hết để về các bác đo phong thủy. Đấy, nhiều bác là rất hay đo phong thủy. Thì đây, toàn bộ dòng thước bên em thì đợt này về cái lô này là bên em sẽ lấy cho bác là cái dòng lỗ ban. Thì nhiều bác thích lỗ ban mà. Đấy, nhiều bác hỏi lỗ ban thì đây có luôn. Đó, 7,5 m cũng có luôn nhá, 7,5 m cũng có lỗ ban luôn này. Đấy, 7,5 m có lỗ ban luôn, và loại 5 m cũng có lỗ ban luôn. Thước thì kéo này cực kỳ trơn tru luôn. Đấy, các bác nhìn nghe tiếng này, kéo êm ru luôn. Dòng thước của Filter nhá. Đấy, một trong những hãng rất là nổi tiếng chuyên về đồ kim khí nhá, chuyên về đồ kim khí cho anh em thợ xuyền sửa chữa rất ok luôn. Dây đeo móc cài đầy đủ luôn, có phần khóa hãm ngon lành các bác luôn nhá, các bác nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, dùng rất bền. Em báo giá luôn nhá. Thì tại bên em đã có hai mã, là một mã là thước 5 m nhá và một mã là thước 7,5 m nhá. Cái con thước 5 m này thì bên em đang có giá là đi 40.000 nhá, 40k là thước 5 m nhá. Còn lấy con kia là 7,5 m thì sẽ có giá là 50k. Đấy, 50k thì sẽ là nước thước 7,5 m nhá. Và toàn bộ là thước đều có lỗ ban hết luôn. Đấy, toàn bộ là đều có thước lỗ ban hết luôn. 5 mét thì sẽ là 40.000, còn cái loại 7,5 m thì sẽ có giá là 50.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là thước lỗ ban nhá. Đấy, thước lỗ ban. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây tô vít đóng này, cũng rất nhiều bác hỏi này. Đấy thì cũng có hai mã cho bác lựa chọn luôn, là một mã đầu cộng và một mã đầu trừ, tức là một đầu dẹt và một đầu ba ke nhá. Đây. Đầu này đầu dẹt này, còn đầu là đầu ba ke. Và toàn bộ đầu này thì đều có tích từ tính nam châm hết các nhá. Đấy, có tích từ tính nam châm, hít rất là khỏe luôn. Đấy, và nó là dòng tu viết đóng này. Đây này. Phần trên này làm để các bác dùng để đóng này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái cây tu viết đóng như này với giá sẽ là 30.000 một cây nhá, 30k cho một cây. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, tô vít đóng này. Tô vít đóng của Kabushi Japan thì sẽ có là hai mã là mã đầu cộng nhá, đầu cộng, và một mã là mã đầu trừ. Đấy thì bên em đang bán đồng giá hai cái mã này, đồng giá là 30k một cây. Đấy, bán đồng giá là 30k một cây. Thì các bác cứ lấy cây nào thì bên em sẽ nhặt cho bác cây đấy nhá, hoặc các bác có thể lấy cả đôi về. Nếu mà các bác lấy cả đôi này về là dùng ok hơn này. Đấy, mình có lúc nào mình có đầu cộng đầu trừ là mình xài luôn. Con này gì ngoài chức năng đóng thì mình có thể xoáy trước ok luôn. Đầu toàn bộ là đều có được nạp từ tính hết rồi nhá, có nam châm hít đầy đủ luôn. Đấy, chiều dài đấy rơi vào khoảng tầm là 30 cm thôi nhá, 30 cm. Đấy, 30 cm cho một cây tô vít đóng nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Cái này chuyên để các bác dùng đóng nhá. Đấy, những con ốc gãy cái thứ là các bác đóng nha. Kabushi Japan nhá. Đấy, cây tô vít đóng hai đầu,
À, một đầu cộng, xin lỗi bác, là một đầu cộng và một đầu trừ, nó chỉ có một đầu thôi nhá, chỉ có một đầu thôi. Đấy là một đầu cộng, một đầu trừ. Và bên em đang bán đồng giá là hai đầu này với giá sẽ là 30.000 một cây nhá. Thì các bác cứ lấy đầu cộng hay đầu trừ thì các bác cứ báo cho em nhá, lấy đầu cộng hay đầu trừ thì báo cho em để em nhặt cho bác. Còn à, bán đồng giá là 30.000 một cây thì lên mã cho em sẽ là tô vít đóng nhá. Đấy, tô vít đóng của Kabushi Japan này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây bàn chải sắt này, bàn chải sắt nhá. À, nó là dạng bàn chải nhưng mà là lông của nó là bằng bằng kim loại nhá, lông của nó là kim loại. Về cái này thì những cái chỗ nào nó bị rỉ sét ấy, những cái máy móc cơ khí nhà mình nó bị rỉ sét rồi là những cái chỗ mối hàn nó hiếc các thứ rồi, các bác cần dùng để các bác cọ cho nó bong hết những cái phần rỉ sét rồi những cái phần mối hàn các thứ là nó bong hết những cái chân mối ra. Đấy thì các bác dùng cái này các bác cọ cho em, đấy cho nó sạch. Thì các bác dùng cái cọ, nó là cái dạng bàn chải nhá, nhưng mà lông của nó là bằng kim loại, bằng sắt, bằng thép hết các bác nhá. Đấy, bằng sắt, bằng thép hết, rất ok luôn, chắc chắn lắm. Đấy, tay cầm có bọc nhựa này, đấy, cầm rất là êm tay. Đấy, để dùng các bác dùng để cọ kỳ rồi những cái phần rỉ sét, những cái chỗ nào mà sắt thép rồi các bác dùng để các bác cọ nó sạch sẽ này nhá, vệ sinh ok đi. Đấy, cái cây bàn chải sắt này thì bên em đang gửi bác giá bình dân thôi, chỉ có 15.000 một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bàn chải sắt này. Đấy, bàn chải sắt nhá, bàn chải sắt nhá, bàn chải sắt giá đang gửi bác là 15k nhá, 15k cho một cái cây bàn chải sắt này không nhá, 15k một cây thôi. Đấy, 15.000 một cây nha, rất là hay luôn. Các bác mua về để cọ những cái phần rỉ sét ở kim loại này, rồi là lốc máy, lốc miếc, ở những cái chỗ mà cần vệ sinh. Đấy, cần những cái lực mạnh, đấy, tác động mạnh để cho nó tung, đánh tung những phần rỉ sét bẩn miếc các thứ ra là các bác dùng cái kêu cho. Bàn chải sắt nhá, bàn chải lông bằng sắt nhá, 15k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang, đó là cái bộ bản lề cửa tự động này. Cái này nó là chuyên dùng để cho những cái cửa nhá, cửa nhà mình mà bác nào đặc biệt là bác nào quên không hay đóng cửa ấy, là các bác lắp cho bộ này về. Cái bản lề, bộ bản lề cửa tự động nhá, 60.000 một cái bộ này. Đấy, nó là dạng thép nhá, cực kỳ chắc chắn luôn. Bên trong thì rất là chi tiết, đầy đủ phụ kiện để về các bác lắp đặt và sử dụng này. Đây, đấy, đầy đủ phụ kiện này. Gồm một cái bộ bản lề như này. Đấy, đi về các bác lắp vào cái phần này, các bác lắp vào cái hộc này, còn phần này các bác lắp vào cái cửa này. Nguyên lý động nó rất là dễ dễ dàng thôi. Thì đây, khi mà các bác xài thì đấy, ví dụ là các bác đẩy cửa này, các bác đẩy cửa ra nhá. Đấy, và khi nào mà các bác đi ra xong thì cửa nó tự động nó sẽ vật lại này, đấy không, đấy tự động nó sẽ đẩy cửa kín nó luôn. Đấy, nó có cái lò xo cộng lực ở đây. Đấy, nó sẽ đẩy cửa này. Đấy, các bác nhìn này, đấy đẩy này, đó là nó sẽ tự động nó đẩy nhá, rất là hay, cực kỳ thông minh luôn. Nói chung một cái con sản phẩm thiết kế cực kỳ thông minh để về các bác sử dụng và lắp đặt vào cái phần cửa nhà mình nhá. Cái lực đẩy của nó khá là mạnh nhá, khá là khỏe luôn đấy. Ví dụ những cái con cửa to con này cũng có thể đẩy thoải mái cho em luôn. Đấy, những con cửa to là các bác có thể đẩy thoải mái luôn này. Đó, bộ bản lề cửa tự động này thì chỉ có 60.000 thôi. Đi kèm này có cả những cái ốc vít để về các bác lắp đặt này, ốc vít này, rồi là những cái phần hộc cũng nhá. Đấy, đây phần hộc này, đấy, về các bác lắp đặt vào, lắp đặt rất dễ thôi. Phần trên này thì các bác lắp vào cái hộc này, đấy trên này các bác lắp vào cái hộc, có nhá, lắp vào cái hộc đó. Còn phần này thì các bác để vào đây, đấy cài vào đây. Thì khi nào mà bắt đầu là nó, các bác đẩy cái là bắt đầu nó cứng vào đây, bắt đầu là nó sẽ khóa vào và bắt đầu các bác đi ra cái là tưởng là cửa nó sẽ quặp vào luôn, rất ok luôn nhá. Bộ bàn lề cửa tự động sẽ có giá là 60.000 cho một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Đấy, 60k nha, 60k. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, về các bác lắp đặt này. Người đóng cửa không gây tiếng ồn làm nghệ sĩ. Hôm nay đấy, em xin đây giới thiệu cho các bác bộ bản lề đóng cửa thông minh không gây ồn rất thích hợp. Đấy, về các bác lắp vào, lắp vào nhá. Đấy, thấy không? Các bác nhìn thấy lắp rồi. Đó, các bác đẩy cửa ra nhá. Đấy. Chỉ việc đẩy ra thôi, còn đóng vào là tự động là nó sẽ đóng, vì cái con này nó có nguyên lý là dạng đẩy mà. Đó, thấy không? Tự động là nó đóng luôn. Hôm nay em xin giới thiệu cho các rất thông minh nhá. Đây không phải là... Đây. Đây là lắp đặt cửa tự động. Đấy, các bác lắp một bên, các bác lắp vào cái hộc hộc cửa nhá. Còn một bên là các bác lắp vào cái cửa này. Đấy. Các bác kéo cửa này, đấy. Đẩy ra nhá là tự động nó sẽ đóng lại luôn. Đó, thấy không? Rất thông minh. Nhiều bác khi là các bác quên không ai đóng cửa nhá, thì các bác dùng cái bộ này cho. Đó, đây, đẩy ra này. Đó, đóng vào này. Quá ok luôn, tự động đóng luôn nhá. Đó, đây các bác cùng xem lại một lần nữa là lắp đặt này. Một phần lắp vào bên hộc nhá, còn cái bên kia là các bác cho nó vuông góc ra, và cái phần bên kia các bác lắp cho nó khuy nhỏ vào đây này.
lắp cho cái khỉ nhỏ vào đây. Đấy là tự động nó sẽ đóng vào nhá. Đó thì giá một cái bộ bản lề cửa tự động nha thì sẽ có giá là 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ, toàn bộ của nó chất liệu là bằng thép nhá. Rất cứng cáp dày dẫn luôn. 60k một cái bộ bản lề cửa tự động nha. Đấy. Thì đá cắt này, đá cắt đỏ của Kabushi Japan nhá. Đá cắt đỏ này hiện tại em đang bán lẻ một viên này với giá sẽ là đi 6.000 một viên, 6k một viên. Và yêu cầu các bác là nếu mà các bác mua thì mua từ 5 viên trở lên nhá, mua từ 5 viên trở lên. Đấy thì bên em sẽ có bán theo hộp và bán theo viên nhá. Thì bán lẻ một viên như này thì sẽ là 6.000 và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên nhá. Thì lấy theo combo 5 viên thì sẽ là 30.000. Còn nếu mà các bác lấy theo cả hộp thì giá sẽ tốt hơn. Cả một hộp như này thì sẽ là 50 viên này, cả một hộp này là 50 viên sẽ có giá là 220.000, bao ship tận nhà luôn. Hàng dòng đá của Kabushi Japan, dòng đá cắt đỏ nha các bác, cắt sắt, cắt inox, con này quá ngọt luôn. Cắt cực kỳ dài đá, nó không bị bay đá đâu, cắt ngon lắm. Đó, này em bán cực kỳ nhiều rồi. Đó, em báo giá lại là một lần nữa này. Mua lẻ một viên. Đấy, một viên này, một viên thì sẽ là 6k nhá. Và yêu cầu các bác là lấy từ 5 viên trở lên. Nếu mà các bác lấy lẻ nhá, lấy từ 5 viên trở lên thì 5 viên sẽ có giá là 30k. Đấy, bán lẻ một viên thì em không bán nhá, bán lẻ là bán phải từ 5 viên trở lên. Còn nếu mà các bác lấy cả một hộp nữa, cả hộp 5 viên, cả hộp đá này, cả hộp đá 50 viên thì sẽ có giá là 220.000 và bên em sẽ bao ship tận nhà cho bác luôn nếu mà các bác lấy cả hộp nhá. Lấy cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Đấy thì cả hộp là 50 viên, bác nào dùng nhiều thì nên lấy cả hộp ạ. Nên lấy cả hộp vì giá của mình sẽ tốt hơn. Đấy. 5 viên là 30.000. Đấy thì tính ra là 6.000 viên, còn các bác lấy cả hộp 50 viên thì giá chỉ có 220.000 thôi nhá, 220.000 thôi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bộ thìa vàng này, bộ thìa vàng, một bộ thìa vàng 6 cây nhá, bộ thìa vàng 6 cây rất là đẹp luôn. Đấy đây. 6 cây vàng 2 4 6, một bộ 6 cây thìa vàng này với mức giá thì rẻ giật mình. Chỉ có 30.000 thôi nhá, 30.000 thôi nhá, 30.000 cho một cái bộ 6 cây thìa vàng này. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ làm là cái bộ thìa vàng. Thìa vàng 6 cây này, set thìa vàng 6 cây nhá. 6 cây giá chỉ có 30k thôi các bạn. 30k tính ra là vào có 5.000 một k thôi, một cây thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà thìa cực kỳ đẹp này. Thìa rất là đẹp, sáng choang luôn nhá. Đấy, phần tay cầm này, mạ vân đá cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, các bác mua về sử dụng ăn uống ok cho em luôn. Đó. Bộ thìa vàng 6 cây nhá, bộ thìa vàng 6 cây với mức giá là 30.000 cho một cái set thìa vàng 6 cây này. Bán là bán cả một set 6 cây luôn thì giá chỉ có 30.000 thôi các bác nhá. Em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con dao sưu tầm S1 này, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn. Đó thì hôm nay tiếp tục hàng nó lại về nhá. Giá thì bên em vẫn bình ổn giá cũ để cho bác mua dễ mua. Giá của nó hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 cho một cây dao sưu tầm S1 nha. Nhiều bác hỏi lắm. Đấy nhưng mà không có hàng. Đấy hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Một con dao sưu tầm đó bên ngoài này, có vỏ bao đầy đủ hết luôn các nhá. Bên trong này, đó một con dao. Con này thì chiều dài nó rơi khoảng tầm 20 cm đúng không ạ? Đấy chiều dài nó cứ rơi khoảng tầm 20 cm thôi. Đó. Nhỏ gọn tiện lợi các bác mang đi rừng đi rú các thứ này, rồi là các bác để ở nhà mình sưu tầm này, gọt hoa quả, hoa đồ các thứ này. Ok luôn, sắc bén lắm các bạn. Đấy sắc bén ok. Dao sưu tầm S1 các nhá, dao sưu tầm S1 giá đang gửi bác là đi 30.000 một cây này. Đấy, hàng bao sắc bao xài bác luôn, dùng rất ok các nhá. Đấy rồi mua về sưu tầm, mua về chơi ok luôn. Đấy các bác cùng ngắm lại em nó này, rất đẹp luôn nha các bác nhá. Đợt đấy nó về cái lô này, cái vỏ này rất đẹp luôn. Đó, vỏ màu trắng ngọc này. Đấy, có vân ngọc các bác nhá, rất ok. Đẹp cực kỳ luôn đấy. Chỉ có 30.000 thôi. Đấy các bác mua về sưu tầm, mua về chơi. 30.000 một cây dao sưu tầm S1 nhá. Đấy nhớ mã cho em sẽ là dao sưu tầm S1. Thì em về được một ít cái dòng dao chặt, mã của nó sẽ là C3, em báo giá luôn. Con này hiện tại em đang có giá là 100.000 một cây, con dao chặt C3 nhá. Con này nó nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy phù hợp cho các bác nào mà tay yếu. Đấy dùng con này ok. Con này có thể chặt và thái ok luôn. Bao sắc bao xài bác luôn nhá. Dòng thép cực kỳ sắc bén. Đấy. Phần trên này thì nó làm nhám này để nó chống dính này, chống trơn trượt này. Phần dưới thì nó trơn bình thường. Đấy, tay cầm ốp gỗ 3 đinh tán nhá. Hàng của nó thì sẽ là hàng đúc liền thân. Các bác xài những con hàng dao nó đúc liền thân này thì nó rất là chắc chắn và nó bền các bạn. Đấy, không lo nó bị long chui long cán nhá. Đây em sẽ các bác coi giấy này, đấy, dao chặt nhưng nó dọc giấy thì các bác yên tâm đi. Về chất lượng con này thì không cần phải nghĩ rồi. Em bán quá nhiều rồi nhưng có cái là nó đang bán nó hết hàng rồi. Hôm nay thì nó hàng lại tiếp tục về. Đấy, hàng các bác nhìn này, kinh khủng khiếp luôn. Có đấy không? Dao chặt mà nó liếc giấy mà nó mịn mì luôn nhá các bác nhìn này. Quá ngọt ngào luôn. Con này các bác có thể là thái này, chặt này,
ok nha luôn. Đấy, chặt xương, chặt gà, thái thịt, thái thà, các thứ ok nha luôn. Vừa chặt vừa thái nhá, đa năng luôn. Giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 100 ngàn một cây thôi. Nó nặng khoảng tầm 5 lạng nhá, nặng khoảng tầm 5 lạng. Đấy. Chiều dài tổng thể thì nó rơi khoảng tầm 30 cm. Đấy, 30 cm. Nói chung là cầm vừa tay các bác nhá, cầm vừa tay, đặc biệt là các bác nào yếu tay cầm con này là vừa này. Đấy, bác nào nhiều bác hỏi là có con nào nhẹ nhẹ mà ok không? Đấy thì đây, con này nó là một cái phương án phù hợp, hoặc bác nhiều bác là hay mua về cho các bà xã nhà mình ấy. Bà xã đôi khi là cầm dao to thì đôi khi nó hơi nặng, nhưng mà các bác cầm con này là ok này, các bác phụ nữ cầm con này ok luôn này. Đấy, 100 ngàn một cây nhá, dao chặt C3 nhá, dao chặt C3 100 ngàn một cây. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần. Cái keo này ví dụ như là về các bác chuyên dùng để các bác vá những cái phần lốc máy bị vỡ này, rồi là những cái phần sắt xiếc các thứ ra nó bị lủng lỗ này. Đấy thì các bác mua về để các bác vá nhá. Đấy, nó là dòng keo hai thành phần. Thì cái này về rất là dễ dùng thôi. Đi kèm thì nó sẽ có là một cái đầu bơm như này nữa. Đấy thì về các bác cho cái đầu bơm vào đây. Đấy, sau đó là các bác tháo cái nắp này ra. Đấy, tháo cái nắp bảo vệ ra và bắt đầu là các bác bơm lên. Bơm ra một cái các bác bơm ra một cái miếng giấy nào ấy chẳng hạn đấy. Đấy, sau đó là các bác bơm lên, sau đó là các bác dùng cái thanh quẹt này các bác trộn nhá. Đấy, trộn đều lên, trộn đều cái hỗn hợp hai thành phần này lên. Vì cái con này nó là hai thành phần, một thành phần bên này, thành phần bên này AB này. Đấy, các bác trộn cái này hai lẫn vào, sau đó các bác phết vào những cái chỗ các bác cần vá nhá. Đấy, đặc biệt là các bác vá sắt, vá xiếc các thứ là con này ok lắm. Đấy, vá sắt, vá những cái chỗ nào nó bị lủng nhá. Keo hai thành phần nhá. 40.000 cho một cái tuýp keo hai thành phần nha. Đấy, thì nó sẽ có là hai tuýp, một tuýp A và một tuýp B. Đấy thì nó gọi là keo hai thành phần là 40k nhá, 40k. Cái này mà khi mà nó khô đi ấy, nó cực kỳ rắn luôn, nó rắn hơn cả sắt luôn. Đấy, nó rắn hơn cả sắt luôn, rắn lắm. Đấy, keo hai thành phần 40.000 cho một tuýp keo hai thành phần nha. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà về dùng được các bác đổ ra, sau đó các bác trộn đều lên. Đấy, và những cái chỗ nào các bác cần gắn kết thì các bác dùng cái đấy các bác bôi vào, phết vào nhá. Đấy, dùng nó rất là ok luôn. Đấy, thì nó rất là dễ dùng. Đấy, keo hàn chắc như hàn xì luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, tiếp keo hai thành phần. Đấy, cái này thì chắc là nhiều bác biết cái dòng keo này rồi. Đấy, về thì các bác trộn đều nhá, nhớ cho em là trộn đều vào. Đấy, trộn đều vào, sau đó các bác phết vào những chỗ nào các bác cần dán nhá, dán sắt, dán xiếc ok lắm. 40.000 cho một cái tiếp keo hàn thành phần nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bật lửa đồng hồ này. Nhiều bác hỏi cái mã này đó, về các bác có mua về sưu tầm, mua về sử dụng, 90.000 cho một chiếc bật lửa đồng hồ nhá, 90k một chiếc đây. Chiếc bật lửa đồng hồ rất xịn sò ngon lành luôn. Con này nó có tích hợp là vừa bật lửa và vừa đồng hồ luôn, rất là hay. Đấy, đây phần trên này là bật lửa này. Đấy, trên bật lửa, phần dưới thì sẽ là đồng hồ. Cái này thì hàng này thì khi mà mua về thì bên em không để ga nhá, vì để ga nó rất là dễ cháy nổ, vận chuyển các thứ người ta không cho vận chuyển. Đấy thì về các bác tự bơm ga nhá, về nhớ cho em là các bác tự bơm ga vào đây. Đấy, và khi mà bơm ga vào thì các bác bật thì nó sẽ lên. Còn đây là đồng hồ, khi mà bật lên này, đồng hồ nó sẽ đồng hồ nó sáng đèn luôn, rất hay. Đấy, và lúc nào dùng ấy thì các bác ấn xem cái phần lẫy này vào. Đấy là sẽ đồng hồ nó sẽ chạy này. Đấy, đấy không, đồng hồ chạy ngon này luôn nhá. Đấy, mặt đồng hồ cũng rất là đẹp, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng đấy, ok luôn. 90.000 một chiếc nhá, 90.000 một chiếc, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, 90.000, rất đẹp. Bật lửa đồng hồ nhá, lên mã cho em sẽ là cái bật lửa đồng hồ. 90k cho một chiếc bật lửa đồng hồ này, chỉ có 90.000 thôi. Giá quá bình dân, hàng rẻ luôn mà rất là đẹp. Vừa sở hữu cho em một chiếc đồng hồ này. Đấy, mình đi lại xem giờ giấc này. Vừa có một chiếc hộp quẹt để mình châm thuốc, châm thiếc các thứ ok luôn. Bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. 90k. Về là các bác tự bơm ga nhá. Hàng bên em là không có ga sẵn đâu. Về là các bác phải tự bơm ga vào đây này. Đấy, về tự bơm ga vào đây nhá. Đấy, hàng không có sẵn ga. 90k. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là bật lửa đồng hồ nhá, 90k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái túi gừng ngâm chân nhá. Đấy, túi gừng ngâm chân này. Một cái túi này là 100 gói gừng gừng nhỏ bên trong nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k, nhiều bác hỏi cái mã này lắm ấy. Đấy, nó là cái túi gừng ngâm chân, dùng rất là hay. Đây. Nó là những cái túi nhỏ này. Nó là tinh chất là từ gừng xay nhá, gừng xay thì nó sẽ bọc vào thành những cái túi nhá. Thì mỗi lần các bác ngâm cho em thì cứ 1 đến 2 túi này. Đấy, các bác đun nước sôi lên, sau đó các bác thả cái túi này vào. Và bắt đầu là các bác cho chân vào các bác ngâm nhá. Đấy, khi mà ngâm thì nó rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đấy, vì ở bàn chân của bác là nó rất nhiều những cái dây thần kinh. Đấy, tác động lên cơ thể nhá. Thì các bác ngâm cho em rất là nhạy luôn nhá. Các bác nào ví dụ như là dùng cho mọi lứa tuổi nam nữ nhá, trung niên này. Đấy, thanh niên, đặc biệt là tốt cho người già hay mất ngủ này, thông kinh hoàn lạc này, trị chứng mất ngủ này. Đấy, rồi là giảm đau mỏi xương khớp, giảm cước chân, lạnh chân. Đấy, da mồ hôi chân nhá. Rồi là đặc trị hôi chân. Đấy, bác nào hôi chân ngâm cái này cũng rất là thơm luôn.
rồi là tỉnh táo tinh thần, thư giãn gân cốt và hồi xuân. Đấy. Bác nào nói chung là dành cho người già rất là tốt luôn, rất là thơm. Các bác mở ra là ngửi mùi thơm luôn, cực kỳ thơm luôn. Thì nó là những cái tinh chất gừng, nó xay ra, sau đó đóng gói vào nhà. Đấy thì để dùng cho bác ngâm chân nhá, rất tốt cho sức khỏe luôn. Đó thì một cái túi này là 100 gói này, mà giá thì bình dân chỉ có 50k thôi. Đấy, chỉ có 50k thôi, nó là cái túi gừng ngâm chân nhá, rất là dễ dùng. Đun nước sôi lên, sau đó các bác thả cho em 1 đến 2 túi vào. Mỗi lần thì mình cứ ngâm được 1 đến 2 túi nha. Đấy, thả vào, sau đó là các bác ngâm thôi, có thế thôi. Đấy, ngâm khoảng tầm 25 cho đến 30 phút là ok rồi. Đấy, ngâm đến lúc nào mà nước nó nguội đi là ok. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá, một túi là 100 gói với giá sẽ là 50k, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn. Mùi gừng rất là thơm, các bác về cứ mở ra, nhận hàng mở ra ngửi mùi thơm phức luôn. Đấy, các bác mở ra thấy mùi gừng rất là thơm rồi đó, ngửi mùi là các bác cảm thấy nhẹ người nhá. Đấy, 100 gói này là 50k cho một cái túi gừng ngâm chân 100 gói nhá, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho người già. Cái này cái nhãn hiệu thương hiệu như ông già, cái này công ty về chuyên về thuốc nam đông y rất là nổi tiếng rồi. Đấy, túi gừng ngâm chân nhá, 100 gói là 50k cho một cái cả một cái bịch này luôn. Đấy, bán cả một cái bịch này luôn nhá, bán cả một cái bịch này luôn này. Đấy, là 100 gói là 50k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái giá đỡ bát sen này, giá đỡ cho bát sen nhà tắm của thứ rồi. Đấy, nhà bác nào mà hiện tại đang bị hỏng cái bát sen ở nhà, đấy cái giá đỡ ở nhà đấy, mà bây giờ nhà mình dùng bát sen thì phải có giá đỡ để các bác cài lên cho nó tiện đấy. Các bác đỡ phải để nó lủng lẳng thứ, nhìn nó xấu rồi là nó lung lao lay, nhìn nó nhanh hỏng ấy, thì bác mua cho em cái này về, đó là cái giá đỡ bát sen nhá. Cái này thì bên em đang bán một chiếc giá đỡ bát sen này là 30.000. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ bát sen này là các bác về không cần là các bác phải khoan lỗ đục lỗ gì cả, nó là cái miếng dính, nó là cái miếng dính thì về có bóc cái miếng dính cho em, bóc cái miếng dính ra, các bác dính trực tiếp lên cái chỗ mà các bác định vị mà các bác cần cái giá đỡ để ở đấy, để các bác để cái bát sen lên, các bác cứ dính trực tiếp lên đây. Đấy, nó là một cái miếng dính như này nhá, dính trực tiếp và dính cực kỳ chắc nhá, dính chắc lắm. Đấy. Đó, thì về các bác dính vào cái con này, nó có cả chế độ đây này, có cả chế độ lật lên là xuống này, ngất ngưỡng ở đây luôn này. Đấy, rất là hay luôn các bác nhá, rất là hay luôn. 30.000 nhá, 30.000. Đấy, 30.000, toàn bộ của nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ inox. 30k cho một chiếc giá đỡ bát sen. Cái này nhà em dùng là khoảng tầm hơn một năm nay, em dính rồi vẫn chắc khư luôn, dùng ok lắm, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, nhà bác nào ấy đang hỏng cái giá đỡ của cái bát sen nhà tắm ấy thì mua cái này về các bác xài cho em, không cần phải khoan đục lỗ gì, về chỉ việc bóc ra dán trực tiếp vào trong cái chỗ mà các bác định vị các bác cần để là ok. Đây em sẽ quay bác cái nhà em đang xài này. Đây này các ơi, cái này anh em đang xài khoảng tầm hơn một năm nay này. Đấy, khi mà các bác sử dụng và các bác để đây cho xem là xong. Đấy, rất ok luôn. Con này nó có thể là chỉnh các cấp độ các thứ luôn. Đấy, chỉnh cấp độ để nó ngả xuống này, rồi để nó đứng lên này cho em này, ok luôn. Đó. Dính nhá, các bác chỉ việc về dính, nó không cần phải khoan đục lỗ gì. Đây bình thường những cái cũ này là các bác có phải khoan đục lỗ này, nhưng mà con này là không cần phải khoan đục lỗ gì, nó đỡ hỏng tường rồi là các thứ ra. Mà nó không còn phải máy móc gì, về mình vệ sinh sạch cái chỗ mà các bác cần dính nhé, dính trực tiếp cho chắc khư luôn. Cái này em dùng hơn năm nay rồi, thoải mái đi các bạn, chắc lắm, ok luôn. 30k các nhá, 30.000, 30.000 trong cái giá đỡ bát sen nha. Đấy, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái lọ đánh bóng đồ gỗ này, cực kỳ nhiều bác hỏi này. Thì cái sản phẩm này thành phần chính thì nó chủ yếu là từ sáp ong đấy, sáp ong đó, để chuyên cho các bác đánh đồ gỗ nhá, đánh bóng đồ gỗ rất hay luôn. Cái này thì bên em đang bán giá thì cũng bình rẻ, bình dân đúng không ạ, 20k nhé, 20k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ này. Đấy, lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, đánh bóng đồ gỗ, đấy, đồ gỗ các thứ rồi. Là 20k cho một lọ này, thành phần chính là từ sáp ong nhá. Đấy, thì về các bác cứ mở ra, sau đó các bác lấy các bác quẹt vào đồ gỗ thì mình, sau đó các bác dùng khăn vải, dùng tay các thứ là các bác trà, các bác đánh coi nhá. Đấy, đánh, con này hạn dụng của nó là 5 năm luôn này. Đấy, date mới luôn nhá, 15/12/2023 luôn này. Đấy, mới sản xuất luôn đấy, hàng rất ok luôn. Đấy, chuyên thì các bác đánh bóng đồ gỗ nhá. 20k cho một cái lọ sáp đánh bóng đồ gỗ này. Đấy, thì các bác lên mã cho em sẽ là cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, thành phần chính chủ yếu là sáp ong, từ sáp ong thôi nhá, từ sáp ong. Đánh rất là bóng luôn, rất là hay. Đó, 20k một lọ này các bác nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là hay này, đó là cái lọ thúc kiến, nhiều bác hỏi lắm này. Đấy thì đây, tiếp tục lại về hàng, nó là cái bộ cái lọ thuốc kiến thuốc diệt kiến nhá, thuốc diệt kiến rán sinh học nhá. Cái này thì cực kỳ dễ dùng thôi. Đấy, nhà bác nào hiện tại đang rất là nhiều kiến này,
thì các bác mua cái lọ này về các bác xài cho. Đấy, các bác giỏ vào những cái chỗ nào mà nó tập trung kiến ấy, đấy các bác cứ giỏ rải ra, giỏ rải lần lượt ra, rải rải đều ra, rải đều cho em cứ xung quanh cái khu đấy, những cái chỗ nào nó tập trung kiến ấy, các bác cứ rải rải cho em, mỗi lần là các bác nhỏ cho em 2 đến 3 giọt tập trung vào đấy, sau đó là kiến nó ăn vào. Và cái hay của sản phẩm này, khi mà kiến nó ăn vào nó không chết ngay đâu, mà bắt đầu là kiến nó ăn xong là bắt đầu là nó sẽ di chuyển về tổ, và khi mà di chuyển về tổ thì những cái con kiến ở trong tổ ấy nó sẽ thấy mùi thơm của cái thuốc này, thì nó sẽ lại ăn cùng với lại cái con kia. Đấy, khi mà ăn cùng với con kia thì nó sẽ gây nên tình trạng là nó sẽ chết, và nó sẽ chết tận gốc và chết cả đàn luôn. Rất là hay. Cái sản phẩm này em cũng đã dùng từ đợt đầu năm, em bán từ đầu năm bán rất được luôn đấy. Đấy thì nó đang bán hết hàng. Hôm nay thì hàng lại tiếp tục về này. Đấy thì bác nào mà chưa mua được thì tranh thủ mua luôn. Cam kết với các bác là không hết kiến, không lấy tiền của bác luôn. Giá thì nó cực kỳ bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán theo là combo là một lọ và ba lọ nhá. Một lọ thì các bác cho em xin là 10k. Đấy, một lọ thuốc kiến. Một lọ là 10k, còn các bác lấy ba lọ. Đấy, ba lọ thì chỉ có giá 20k thôi. Ba lọ 20k thôi. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến nhá. Thuốc kiến nó là dòng thuốc sinh học. Dòng thuốc sinh học này. Đấy, thuốc sinh học nhá. Đấy, toàn những thành phần sinh học thôi. Giỏ 5 7 giọt vào đường đi hoặc là nơi trú ẩn của kiến gián này. Sau khi kiến gián ăn mồi từ 2 đến 5 ngày sẽ chết này. Cái này thực ra thì ở trên này người ta viết thế thôi, nhưng mà test thực tế thì em rồi, em rõ là chỉ có 2 tiếng sau thôi là không thấy một con kiến nó luôn. Đấy, các bác cứ yên tâm đi, về dùng nếu mà không như em nói, trả lại các bác tiền luôn, hoàn tiền 100% các bác luôn về cái sản phẩm này. Dùng cực kỳ thích và cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, hàng cam kết là diệt được kiến nhá. Nếu không diệt được kiến bên em đền tiền cho bác luôn. Yên tâm ạ. Đấy, diệt sạch con luôn. Như em dùng là từ đợt đầu năm mà đến nay là chuẩn bị hết năm rồi, nhưng mà không thấy một con kiến nào quay lại luôn, nghĩa là nó chết hết luôn, chết cả một cái ổ, một cái khu kiến ấy luôn, là không còn một con nào. Đấy, rất nhạy nhá, dùng thích lắm. Bác là nhà bác nào đang nhiều kiến thì đúng là mua con này về đúng là khắc tinh luôn, không thấy một con kiến nào luôn, có khi còn thấy thiếu thiếu văng vắng. Đấy, thuốc diệt kiến nhá, 10.000 một lọ nhá, 10.000 cho một lọ lẻ nha. Còn nếu mà các bác lấy theo combo 3 lọ thì giá sẽ có giá là 20.000. Đấy thì tùy nhu cầu, dùng nhiều thì mua nhiều, dùng ít mua ít nhá. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về bán lại cũng được, quá ok luôn, nhạy lắm, dùng cực kỳ thích luôn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái môi múc canh này. Đấy, tiếp tục về cái lô môi múc canh, hàng thanh lý siêu thị nhá, cực kỳ dày luôn. Đấy, rất dày nhá, inox 34 coi nhìn này, cái thớ môi nó này dày dã man luôn, kinh khủng khiếp. Đấy, và môi lòng rất là sâu nhá, các bác về sử dụng gia đình này. Đấy, múc canh múc riêu sạch sẽ ok luôn, cầm một cái môi nó nặng trịch nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị nhá, nên là vẫn còn nguyên cái tang mác của đây này, rất xịn sò ngon lành luôn. Giá thì vô cùng bình dân thôi, chỉ có 40 ngàn thôi. Đấy, môi múc canh thì thực ra thì em nói luôn các bác là các bác mua ở chợ thì nó là quá là dễ rồi đấy, nhưng mà để tuyển chọn những cái môi mà nó dày như này đấy, rồi là những cái môi mà nó chắc mà nó đẹp, rồi là chất liệu có thứ là nó làm nó chuẩn thì hiếm lắm. Đấy thì đây, về cái lô này nó số lượng nó có hạn, nó không có nhiều đâu các nhá. Thì cứ lên mã cho em sẽ là môi múc canh. Đấy, môi múc canh này thì đang có giá chỉ có 40 ngàn thôi, 40k cho một chiếc môi múc canh này, 40k nhá. Siêu dày, siêu ngon bác luôn. Cái này các bác dùng thì thoải con gà mái đi. Đấy, dùng thả gà mái luôn, không biết lúc nào mới hỏng vì nó quá là dày. Môi múc canh nhá, 40k, hàng tồn kho thanh lý siêu thị nhá. Quá ok luôn, 40.000 một chiếc này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cục sạc 2A. Đấy, cục sạc 2A nhá. Cũng nhiều bác hỏi lắm này. Về để các bác hai sạc cho điện thoại này, rồi là những cái thiết bị nó sử dụng nguồn 5V 2A này, thì các bác mua ngay cho em cái cục sạc này về đây, có nhìn này, 5V 2A này, đó, rất to, số to rõ ràng nhá. Đợt này nó về cái lô này thì cục này của Samsung rất ok luôn. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái cục sạc 2A như này. Thì giá chỉ có 30 ngàn thôi, thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái cục sạc 2A nhá, cục sạc 2A sẽ có giá là 30k cho một cái cục sạc 2A như này, chỉ có 30 ngàn thôi. Đấy, chân của nó, chân nguồn vào sẽ là nguồn 220, và cái đầu ra của nó sẽ là đầu ra nguồn ra cổng USB nhá, và cái cổng này sẽ là công suất sẽ là 5V 2A các bác nhá. Tức là các bác có thể cắm cho sạc điện thoại này, rồi là cắm những thiết bị nó sử dụng cái nguồn 5V. Cái nguồn 5V bây giờ dùng phổ biến lắm. Đấy, ví dụ như là bóng bóng nháy này, rồi là những cái bộ đèn các thứ rồi, người ta hay dùng cái nguồn này này. Đấy, cực kỳ phổ thông luôn đấy. Cục sạc 2A nhá, nguồn 5V 2A. Đấy, sẽ có giá là 30 ngàn một cục này. Đợt đấy nó về cái lô này hàng của Samsung rất ok luôn. Đó. Cạo râu JD, cạo râu bạc thì bên em vẫn còn hàng nhá. Đấy, hàng thì vẫn còn, và giá thì bên em vẫn rất là bình ổn luôn. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cạo râu bạc này. Đấy, cạo râu bạc thì sẽ có giá là 90 ngàn. Đấy, cạo râu bạc nhá, sẽ có giá là 90 ngàn một chiếc máy cạo râu bạc nha.
90k. Và cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này là nó có lưỡi đi kèm không, thì em nói luôn là hàng bên trong là có một bộ lưỡi rồi các bác nhá. Bên trong máy là có một bộ lưỡi rồi, nếu mà các bác muốn mua thêm lưỡi thì bên em sẽ có bán kèm thêm. Thì bên em đang bán một bộ lưỡi là 20 ngàn. Đấy thì bữa trước là bác nào mua máy rồi mà chưa kịp mua lưỡi thì hôm nay thì có thể mua thêm này. Thì bên em đang bán là một bộ lưỡi như này thì sẽ có giá là 20 ngàn. Đấy thì về đó bác có thể ví dụ như là lưỡi con nó nhụt thì mình có thể thay thế, thì đây 20 ngàn một bộ này các nhá, bao gồm là một màng và một cái lưỡi. Đấy thì là 20k. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm cùng với máy nhá. Còn đây là máy chính đây, máy thì chỉ có 90 ngàn thôi nhưng mà cạo cực kỳ ok luôn. Con này thì cạo thì không cần phải nói rồi, cạo rất ok đây. Đấy, thương hiệu hình ông già đang hút cái tẩu thuốc này, Zandu này. Đấy, con này Zandu nhá, cạo cực kỳ ngon, máy chạy rất êm và cạo rất ok đây. Đấy, cạo ok. Con này nó có cả phần tăng đơ này, thì bác nào râu dài quá thì mình có thể đẩy cái phần tăng đơ lên này, đẩy phần tăng đơ lên để các bác gọt trước đi cho nó ngắn đi, sau đó khi mà ngắn rồi thì mình bật cái phần cạo râu lên, sau đó các bác gì vào đấy, các bác thấy là các bác gì vào thôi, gì vào các bác cạo nhá. Đấy, con này các bác cứ cầm này, các bác gì dí sát ra, dí là sát vào hàng, nó có cái màng đây rồi không lo nó bị đứt da đứt thịt đâu, cạo thoải mái cho luôn đi. Con này thì em bán rất nhiều rồi, các bác cạo cũng cực kỳ thích luôn đấy. Và đây là cái phần dưới, đó là cái chân sạc này, con này nó cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220 để các bác sạc, khi nào đầy thì các bác rút ra là các bác xài thôi. Sạc một lần thì các bác dùng chắc cả nửa tháng, còn bác nào dùng ít chắc phải cả tháng, cả vài tháng mới sạc một lần luôn, pin nó cực kỳ trâu bò đó nhá. Anh quay quả dâu nhiều em xem nhé, em chưa biết cách cạo. Đơn giản em ơi. Và đây em sẽ giới thiệu cho mọi người nhá, hướng dẫn cách mọi người cạo bằng cái máy cạo dâu gian đao này nhá. Khi mà dâu dài như thế này ấy, thì mọi người sẽ dùng cái chức năng ở bên hông gạt lên, xong mọi người sẽ bật máy nhá. Và mọi người sẽ cạo nó ngắn đi. Khi mà cạo nó ngắn rồi thì bắt đầu mọi người mới có thể cạo bằng bản ấy ngang được. Và cái chức năng này thì nó không cạo được ngắn lắm đâu, nhưng mà mọi người sẽ lựa nhá. Đấy, khi mà cạo rồi thì hiện tại là râu của ông bác này vẫn rất là dài. Và nếu mà em chà mạnh đi thì nó sẽ không bị đứt đâu, à nó sẽ không đứt đâu. Nên em sẽ chấm, em sẽ dùng biện pháp là em sẽ chấm. Mọi người nhìn qua này, nó vẫn còn dài nhưng em sẽ chấm nhá. Đấy, khi mà em chấm đi thì nó sẽ ngắn đi rồi. Và mọi người nhìn qua này, chấm nhấp nhấp trên bề mặt da này thì nó không hề đau rát anh em nhá. Và chỉ có khi nào râu ngắn một chút thì mọi người mới chườn qua chườn lại thì nó mới dễ dàng hơn. Đấy, mọi người nhìn qua này, em chưa cần cạo đâu, em chỉ mới chấm thôi. Và bên trong có cái đầu cắt rồi. Khi mà dùng lực nhẹ mình chấm chấm nhấp nhấp ấy là đã rất là sạch rồi anh em ạ. Đấy, và khi mà sạch rồi thì còn nhú nhú mấy cái râu ngắn thì mình có thể chườn qua chườn lại ok luôn. Mọi người nhìn qua này, rất là đơn giản và sạch sạch rồi nhá. Mọi người quan tâm kích vào giỏ hàng góc trái ủng hộ cho bên em nhá. Pin trâu lắm. Đấy, dùng ok luôn. Đó, máy cạo râu bạc nhá. Máy cạo râu bạc đó, con này là giá sẽ là 90 ngàn một chiếc này, 90 ngàn một chiếc. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm lưỡi các bác nhá, mua thêm lưỡi thì bên em đang bán một cái bộ lưỡi như này. Một bộ lưỡi mua thêm thì sẽ có giá là 20 ngàn. Thì bữa trước em thấy cũng rất nhiều bác hỏi cái bộ lưỡi này nhưng mà nó không có hàng. Đấy thì hôm nay hàng nó với lại về được. Đấy thì bác nào tranh thủ mua máy rồi thì mà lưỡi nó cùn rồi thì mình có thể mua thêm lưỡi các bác nhá. Đấy, mua thêm lưỡi để về các bác thay. Còn không thì máy mua nguyên máy không cũng được, thì máy nó đã có sẵn lưỡi bên trong rồi thì bác về cũng có thể cạo luôn. Đó. Thì máy là 20 à, máy là 90 ngàn nhá. Máy là 90 ngàn một chiếc, còn bộ lưỡi này thì sẽ có giá là 20 ngàn một bộ nhá, 20 ngàn một bộ. Lấy bao nhiêu bộ tính tiền bấy nhiêu. Nhiều bác hỏi cái sản phẩm đó là cái băng keo điện hàng bãi này thì có không, thì đây bên em vẫn còn hàng để phục vụ bác nhá. Đó thì bán theo cân và bán theo quận các bạn, bán theo cân bán theo quận. Đấy thì bác nào mua quận, đấy, mua quận dùng ít thì mình có thể mua quận nhá. Một quận thì bên em đang bán sẽ có giá là 10 ngàn một quận. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là băng keo điện mua quận lẻ này thì sẽ là 10k một quận này, 10k trên một quận nhá. Còn nếu mà các bác mua nhiều, mua cân, mua ký thì sẽ có giá là 80 ngàn một ký nhá, 80 ngàn cho 1 kg. 80k. Đấy, 80k này trên 1 kg thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là nửa cân, bên em cũng có bán nhá. Đấy, còn nếu các bác dùng nhiều thì mình có thể lấy cả cân. Đấy, nửa cân cũng có, nửa cân cũng bán và một cân cũng bán luôn. Đấy, lấy bao nhiêu cân tính bấy nhiêu tiền. Đó. Thì hàng này, băng keo này em nói luôn là hàng bên em không chọn nhá. Vì hàng bên em mua về nó cũng là bốc xô lẫn lộn thôi. Quận này nó sẽ có quận to, quận nhỏ và quận dài, dày, quận mỏng, quận bản lớn, bản to và nhỏ lẫn lộn. Nói chung là bên em sẽ làm xô nhá, bốc xô lẫn lộn. Là cứ mua theo ký là cứ 80 ngàn một ký nhá.
80.000 một ký lẫn lộn luôn. Băng keo Nhật này thì các bác yên tâm, băng keo bã này yên tâm thì không phải bàn về chất lượng rồi. Các bác nhìn cái phần lõi này nó rất là mỏng luôn. Bình thường là các bác mua ở ngoài quán xá giờ cái lõi nó rất là dày. Dày thì các bác mất được rất nhiều băng keo rồi. Đấy, nhưng con này là cái lõi nó mỏng nên các bác được rất nhiều băng keo luôn. Và thứ hai là cái dòng băng keo bã này nó siêu dai, siêu mỏng và siêu dính nhá. Đấy, siêu dai, siêu mỏng và siêu dính này. Các nhìn này, cái băng keo nó rất là mỏng luôn nhưng mà cái độ dính của nó thì không phải bàn rồi. Đấy, độ dính không phải bàn, siêu dính luôn. Đấy, siêu dai, siêu mỏng và siêu dính, dùng cực kỳ thích nhá. Đấy, bác nào mà dùng nhiều là nghiện luôn, thật luôn, em bán rất nhiều. Đó. Thì đang bán lẻ 1 kg băng keo nhá, 1 kg băng keo với giá là 80.000. Còn nếu mà các bác lấy theo cuộn nhá thì các bác mua ít lấy theo cuộn thì bên em đang bán lẻ một cuộn là 10k nhá, một cuộn băng keo điện là 10k. Còn nếu mà lấy theo ký thì sẽ là 80.000 một ký nhá. Còn nếu các bác lấy nửa ký là 40.000. Đấy, nửa ký chia đôi thôi. Đấy, có thế đó, băng keo điện hàng bã nhá. À, vòng gỗ đeo tay thì bên em vẫn còn hàng phụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái vòng gỗ đeo tay. Cái vòng gỗ đeo tay thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 40k một hộp này. Lên mã giúp em sẽ là vòng gỗ đeo tay này. Đấy, vòng gỗ đeo tay giá sẽ là 40k cho một cái hộp vòng gỗ đeo tay này. Cái này nó còn có cả hộp rất là xịn luôn. Đấy, về các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, mua về sử dụng là ok luôn. Đây. Đó. Bên trong thì một đựng một chiếc vòng này. Đấy, vòng gỗ rất nhiều hạt luôn. Bữa trước em đếm hình như là nó khoảng tầm 200-300 hạt gì đấy. Đấy, nói chung là cực kỳ nhiều hạt nhé. Các bác có thể đeo vào tay hoặc đeo vào cổ này. Rồi là lần các thứ này, lần hạt các thứ này ok luôn. Đó. Nó chất liệu nó vòng gỗ nhá và cái gỗ này nó rất là thơm. Gỗ mùi thơm lắm, mùi mùi gỗ thơm cực kỳ luôn. Đấy, mùi gỗ thơm rất là thơm luôn. Đấy, vòng rất là đẹp nhá. Vòng cực kỳ đẹp luôn. Và cái vòng này của nó có co giãn này. Đấy, vòng có co giãn nha, nhìn rất là hay. Các bác đeo rất tiện luôn. Đó, vòng gỗ đeo tay nhá. Đi kèm là có cả hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này ok luôn. Vòng gỗ đeo tay này sẽ có giá là 40k các bác nhá, 40k cho một cái hộp vòng gỗ đeo tay này, là cả hộp các thứ đầy đủ đi kèm là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nhá, 40k một chiếc. Giá rất bình dân luôn. Mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho, rất là hay các bác nhá. Kho. Đầu tiên đó là cái con bơm 2 ti. Đấy, tiếp tục về cái lô hàng mới bơm 2 ti của Nhật rất là xịn luôn. Thì hôm nay em về cái lô này, giá của nó tốt nên em cũng lên báo giá cập nhật lại cái mức giá mới cũng như là cái mức giá nó rẻ hơn, tốt hơn để các bác có thể dễ mua hơn này. Đấy, dòng bơm 2 ti của thương hiệu Stanley, made in Japan nhé các bác nhá. Rất chất lượng, chắc chắn, ok luôn. Các bác sử dụng gia đình, bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô con các thứ là ok cho em luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Sản phẩm này thì bữa trước bên em đang bán là 280.000. Hôm nay thì bên em về lô mới bán nhanh xả kho luôn. Giá chỉ còn có 220.000 thôi. Đấy, và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Giá tốt mà lại còn được bao ship tận nhà nhá. Đấy, dòng bơm 2 ti nhá, 2 xi lanh của Stanley. Đấy, thương hiệu ra đời năm 1998, rất lâu đời rồi các bạn. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn. Bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Dòng bơm 2 piston. Khi mà các bác dùng bơm này thì nó là dòng bơm 2 piston nên là khi bơm nó ra cho cái lượng hơi rất đều và cực kỳ khỏe nhá. Bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm rất nhanh. Phần ti rất bóng này, rất trơn tru, nhẹ nhàng. Bơm dễ bơm lắm ạ. Đấy, có phần đồng hồ đo áp suất nhá. Đồng hồ báo suất này. Rồi là phần toàn bộ phần khung đều là khung thép sơn tĩnh điện nên cực kỳ chắc chắn với chất lượng. Đấy, con này các bác dùng dã chiến, dầm dã thoải mái cho em luôn. Đó, rồi là đây là phần dây bơm đầu bơm này. Đấy, dây bơm đầu bơm. Phần dây của nó sẽ là dây siêu bền nhá, dây chống gập chống gãy này. Đây các bác gập là thoải mái này, thả ra cái này nó lại về bình thường luôn, rất hay. Đấy, dây bơm chống gập chống gãy các bác nhá, dây bơm chống gập chống gãy. Con này thì các bác có thể sử dụng đa năng, các bác có thể dùng chân này, các bác có thể dùng chân. Đấy, dùng chân các bác dặn nhá, dùng chân các bác dặn đều được. Rồi không, thậm chí là các bác có thể dùng tay các bác dặn. Đấy, rất nhẹ nhàng nhá. Cái lượng hơi nó cho ra rất là khỏe luôn vì nó hai xi lanh mà nên là cái lượng hơi nó cho ra rất là khỏe, bơm rất là nhanh. Đấy, bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô. Đấy, và khi nào mà các bác không dùng nữa thì mình có thể là cho gấp gọn vào. Đấy, gấp gọn vào và các bác cài cho em cái lẫy này vào này. Đấy là nó sẽ khóa vào luôn. Đấy là nó rất là nhỏ gọn, mình có thể vứt trong cốp xe, ô tô, xe máy cái thứ đều được cho em luôn. Và lúc nào mình dùng thì mình đẩy lẫy ra cho em là tự động là nó sẽ đẩy lên. Đó, đẩy lên và cứ thế đấy các bác bơm thôi. Đấy, giá thì siêu tốt. Mà sản phẩm thì quá chất lượng luôn. Cái này thì bên em đang bán quá nhiều rồi. Và đợt này nó về cái giá này thì cực kỳ yêu thương luôn, dễ mua. 220.000 cho một chiếc bơm 2T đang xả kho bán nhanh. Đấy, bỏ qua cái giá 280 bữa trước đi, 220k. Đấy thì bữa trước bác nào mà tranh thủ chưa chốt được thì hôm nay
tranh thủ chốt luôn nhá, giá rất tốt luôn. Bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti 2 xi lanh 220.000 một chiếc. Dòng bơm của Stanley Made in Japan. Đó. Rồi một cái mã hàng rất mới luôn, bên shop vừa về xong. Đó là cái bộ điều khiển từ xa. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Đợt này thì nó về cái lô này thì cái bộ này nó là cái bộ điều khiển từ xa mã mới. Và cái mã này thì nó điều khiển khoảng cách là 100m nhá. Thường thường thì bên em đang bán là cái bộ điều khiển là khoảng cách là 1000m. Nhưng mà nhiều khi là các bác bảo là dùng nó hơi phí. Thứ nhất là mình không dùng đến quá xa thế. Mà thứ hai là các bác dùng là cái giá tiền thì nó cũng hơi cao. Đấy thì các bác khó tiếp cận. Thì đợt này em về cái lô này. Nó là cái dòng bộ điều khiển từ xa. Nhưng mà cái con này là nó chỉ có là 100m thôi. Đấy, nó điều khiển khoảng cách chỉ 100m thôi. Nói chung là trong vòng bán kính là 100m nữa nhá. Bán kính là 100m. Và yêu cầu các bác là khi mà các bác điều khiển là nó không vật cản thì nó mới phát huy được hết tác dụng. Còn nếu mà có vật cản thì nó sẽ bị giảm số mét xuống ấy, các bác nhá. Còn các bác điều khiển khoảng cách từ xa được là bộ này là 100m này. Đấy, bộ này 100m và em báo giá luôn. Bộ này thì giá thì siêu hạt rẻ luôn. Nếu mà các bác bảo bộ kia đắt thì bộ này các bác quá dễ mua luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển từ xa nhá. Từ xa bộ này sẽ là dạng đấu nối với giá khoảng cách là 100m nhá. Với giá thì chỉ có là đi 90.000 thôi coi nhá, 90.000 thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. Bộ điều khiển từ xa 100m nhá. Với giá là 90.000. Đấy, 90.000 thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. Đây. Bộ điều khiển này thì bộ sản phẩm này sẽ gồm có là một cái cục nguồn này, một cái cục nguồn. Đấy, và một cái tay remote nhá, một cái tay remote. Đây, một cái tay remote này, có nút on và nút off này. Có tích hợp pin biếc sẵn đầy đủ hết rồi. Đấy, thì các bác có thể về các bác sử dụng móc và đeo chìa khóa cùng ok luôn. Để các bác điều khiển cái nguồn điện trong gia đình nhà mình nhá. Những cái thiết bị điện này, bóng đèn này, rồi là máy bơm nước các thứ này, rồi là những cái thiết bị điện rất hay luôn. Cái này thì nó sẽ có đánh số này, 1-2 là vào và 3-4 là ra nhá. Đấy, 1-2 thì các bác sẽ vào điện 220 cho em. Đấy, còn 3-4 là ra. Ở trong hộp này thì nó sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng luôn. Đây. Đấy. Cái khoảng cách điều khiển là 100m này. Và cái công suất tối đa của nó là bằng hoặc là dưới nhỏ hơn 30A. Đấy, tức là nó cũng điều khiển được những con máy bơm thứ dạng nhỏ nhỏ là ok đấy. Đây này. DC 85V hoạt động cho đến 265V này. Đấy, DC 9V 72V này. Đó thì các bác cứ đấu nối đúng cái sơ đồ thôi. Đấy, hai vào và hai ra các bạn. Hai vào thì sẽ là 1-2 là vào. Đấy, đây nó có đánh số này, 1-2 này. 1-2 là vào, còn là 3-4 sẽ là ra nhá. Đấy thì các bác cứ thế là các bác về các bác đấu thôi. Đây, 1 này, 2 này, 1-2 là sẽ là điện nguồn vào nhá. Và 3-4 thì sẽ là điện nguồn ra. Và lưu ý cho em là ở trên này thì nó hiển thị là LN nhưng mà các bác không cần đấu đâu nhá. Các bác đấu L bên nào cũng được, N bên nào cũng được, không quan trọng nhá các bác nhá. Vì điện Việt Nam nó là điện xoay chiều. Đấy, nó xoay chiều liên tục nên là các bác yên tâm là đấu bên nào cũng được. Đấy, đấu bên nào cũng được là tức là các bác cứ cấp nguồn đúng cho em là 1-2 là vào và 3-4 là ra là các bác đấu nối xong. Là khi đó là các bác dùng điều khiển là các bác bấm là có thế thôi. Đấy, rất dễ sử dụng, dễ dàng lắp đặt mà giá thành thì về cái lô này nó cực kỳ tốt luôn. 90.000 cho một cái bộ điều khiển từ xa khoảng cách là 100m nhá. Đấy, khoảng cách là 100m và yêu cầu là trong cái khoảng cách đấy là nó không có vật cản nhá. Còn nếu mà có vật cản thì nó sẽ bị giảm xuống. Đây, ở đây thì em đã đấu nối sẵn một bộ đây rồi. Để các bác cùng xem này. Đây, đợi chút để em zoom gần vào một chút này. Đấy, zoom gần một chút cho bác coi nhá. Đây này, em đã đấu sẵn đây. Em đã đấu sẵn, em đã đánh dấu là cái dây đỏ sẽ là dây nguồn vào này, còn cái dây lẻ này sẽ là dây ra này, các bác nhìn này. Đấy, dây đỏ thì nó vào nhá. Vào thì sẽ là 1-2 này, các bác nhìn này. Đấy, dây đỏ đây. Vào là 1-2 đây. Đấy, và ra thì là 3-4. Đó. Đấy, ra thì nó sẽ là ra cái bóng đèn kia nhá. Đây cái bóng đèn đây này. Các bác nhìn cái bóng đèn chưa? Đấy, ra là ra cái bóng đèn đây, còn nguồn sẽ là nguồn vào. Đó, có thế thôi, rất là dễ dàng đấu nối và sử dụng luôn. Và bây giờ em sẽ lấy công tắc để em test cho bác coi nhá. Đấy, test cho bác coi này. Đây này. Đấy, để em zoom vào này. Đó, test cho bác coi. Đây các bác cùng coi này. Đấy, em sẽ bấm này, on này. Đấy, lên này. Off này, on này, off này, on này, off này. Đây, đây là cái điều khiển nó này. On này. Off này, on này, off này. Đấy, có thế thôi. Đấy các bác nhìn kỹ này, 1-2 nhá, 1-2 nhá. 1-2 sẽ là vào là cái dây điện màu đỏ này. Có gì đâu, đấy là dây điện màu đỏ này. Còn 3-4 này. Đấy, 3-4 thì sẽ là ra cái bóng đèn nhé các bác nhá. Ra cái bóng đèn này. Đấy, ra cái bóng đèn đấy không? Đấy, 1-2 này là vào này. 3-4 là ra này, có thế thôi. Rất là dễ dàng đấu nối và lắp đặt luôn. Và em cũng đã quay rất chi tiết rồi.
Đấy là các bác lúc nào dùng là các bác dùng cái điều khiển này các bác bấm treo. Đấy bấm treo. Còn nếu không thì ở trên đĩa thân này nó cũng có cái nút bấm này thì các bác có thể bấm ở đây. Đấy bấm ở đây này. Đấy bấm ở đây. Nhưng mà chủ yếu là các bác bấm vào cái điều khiển này thôi. Chủ yếu là các bác bấm cái điều khiển thôi các bác nhá. Đấy. Đó. Rồi ok các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng đó là cái con lưỡi cắt cỏ size 6 inch này. Đấy, dòng lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Cái này thì về các bác cắt cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác phệt cho em trên mọi mặt trận luôn mà nó là dạng lưỡi từ rất nhiều sợi thép nó xoắn vào thành một sợi to này. Đấy, nó giúp đánh bay những phần gốc cỏ cứng đầu nhá. Đấy, các bác về lắp vào lưỡi cỏ nhà mình. Con này thì cái phần đường kính nó rơi vào là 15 cm nhá, từ bên này sang này thì là đường kính là 15 cm. Và cái size của nó sẽ là size 6 inch này. Đấy, size 6 inch. Đấy, về các bác lắp vào những máy cắt cỏ thứ nhà mình các bác xài rất ok luôn. Toàn bộ bằng lưỡi thép xoắn vào hết luôn nhá. Cái dây thép nó xoắn hết luôn, rất chắc chắn, cầm nặng trịch luôn ạ, cầm nặng chắc chắn lắm. Thì bên em đang bán cho các bác một cái lưỡi cắt cỏ này. Bữa trước bên em đang bán là đi 100k, hôm nay em xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70 ngàn thôi nhá, 70 ngàn thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, với giá sẽ là đi 70k thôi nhá, 70k cho một chiếc lưỡi cắt cỏ xoắn thép nha. Đấy, 70k. Cái này bên em bán quá nhiều rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất tốt. Đấy, các bác nhìn cùng nhìn lại lần nữa này, rất chất lượng luôn. Đấy, không gì phải chê về cái sản phẩm này, quá ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại. Đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả, hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNI Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp tri ân, ưu đãi thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, con này thì các bác có thể cắt ở trên trên nền đất này, nền xi măng các thứ này, rồi là đánh rỉ sét, rồi là tẩy rong rêu trên sân sướng thứ ok luôn nhá. 70.000 thôi, đang xả kho bán em luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi cắt cỏ nhá. Xả kho thì còn có 70.000 một lưỡi nha con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cọ vệ sinh, cọ nhà vệ sinh hình con vịt này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt này em. Em cũng xả kho luôn cái sản phẩm này nhá. Bữa trước thì đang bán cho các bác là 90.000 một cái cây cọ vệ sinh này. Mai thì em về cái lô mới cũng bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh. Cọ vệ sinh con vịt. Giá hôm nay sẽ xả kho bác là chỉ còn có 60.000 thôi, 90k. Giảm giá luôn bác là chỉ còn có 60.000 thôi. Cái cây này cọ rất là sạch mà rất là tiện nhá. Các bác về các bác có thể treo lên được tường cơ, không cần phải khoan đục lỗ gì, rất tiện dụng luôn đây. Đây là cái phần bầu đựng này. Đấy, còn đây là cái cây cọ chính, nó sẽ có là một cái đầu bàn chải này. Đấy, các bác cọ rửa này và một cái đầu rất là mềm, đó là cái đầu silicone. Cái đầu này thì nó là dạng đầu mềm silicone nên các bác có thể luồn lách những cái phần khe kẽ, các bác cọ vào cọ rửa rất sạch. Thì khi mà nhận hàng thì nó sẽ tháo rời ra. Thì về thì các bác chỉ việc xỏ lỗ vào, các bác lắp đặt vào, nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn mạnh vào này. Này này các bác ấn mạnh là ok luôn. Đấy, ấn mạnh là ok. Đấy, sau đó các bác kỳ cọ rửa này. Đấy, tay khá là dài nhá, cầm ok luôn. Còn đây là cái giá đỡ đi kèm. Để cái giá đỡ đi kèm. Cái giá đỡ này thì các bác có thể về treo lên tường cho em nhá. Đấy, treo tường là bằng cách là các bác có cái miếng dán đi kèm mà các bác đeo lên. Đấy, cài vào đây. Sau đó là các bác bóc cho em cái miếng dán này ra và các bác đeo lên tường nhá các bác nhá. Các bác đeo lên tường rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo tường. Đấy, các bác đeo lên tường nha. Đấy, và các bác bóc miếng dán này, các bác dán lên tường. Cái phần chân thì các bác lắp vào nhìn cho nó đẹp. Đấy, nhìn cái này chủ yếu dùng để trang trí mà. Đấy, còn chủ yếu là cái phần miếng dán này các bác dán lên tường. Sau khi mà các bác dán lên tường xong thì lúc nào các bác muốn để vào thì các bác đây, để cái này vào. Đấy thì nó sẽ sập, nó sẽ đóng kín luôn. Nó che cái phần bàn chải đi, nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó đẹp cái nhà vệ sinh các bác hơn nhá, nhìn nó sạch sẽ ok luôn. Lúc nào dùng thì các bác lại lấy ra thôi. Lúc nào dùng thì lấy ra, lúc nào xong rồi thì các bác lại cho vào. Đấy là nó lại đóng kín vào rất ok. Đấy thì một cái bộ bàn chải cọ vệ sinh con vịt cái này để chuyên các bác cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, cọ nhà vệ sinh. Đấy, về các bác lắp đặt vào là xài.
Một bộ này với giá sẽ là 60 ngàn nhá. Thì bên em sẽ tháo rời nhá. Khi mà vận chuyển thì về các bác lắp đặt là sai thôi. 60k một bộ cọ vệ sinh con vịt nhá. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cọ rất là sạch luôn. Đấy đây. Đấy các bác có thể dính cái tường nhá, đỡ tốn diện tích này. Rồi là nhìn nó đẹp, nhìn nó lịch sự, mỹ quan. Và cọ rất là dễ dàng cọ này. Đấy. Chui rồi là cọ rửa những cái phần luồn lách, ngóc ngách, cái cọ rất sạch luôn. Đó. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này, quá ok luôn. Ngon lành nhá, treo lên tường nó khô ráo, đỡ tốn điện tích nhá, sạch sẽ ngon lành. 60k nhá, 60k cọ vệ sinh con vịt các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho các bác máy hàng, đó là cái móc dán tường. Đấy, cái móc này thì bán rất nhiều và dùng cực kỳ thích luôn. Cái móc này chịu tải lên đến là 15kg này. Đấy. Móc cực kỳ khỏe và nó dính rất là chắc. Đấy, thì bên em đang bán một cái chiếc móc dán tường này với giá sẽ là 10k thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường. Đấy, móc dán tường. Hàng này thì cứ bao dùng bao chất đi. Đấy, bên em bán gọi là hàng cũng rất ok rồi. Đấy, tuyển chọn các bác những cái mặt hàng ok nhất để bán cho bác này. 10k một chiếc móc dán tường này, chịu được sức nặng là 15kg. Đó. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng này. Đấy thì về trước khi các bác dán thì các bác vệ sinh sạch sẽ về bề mặt các bác cần dán, sau đó các bác định vị vào. Đấy, và các bác bóc cái miếng bảo vệ cái miếng keo ra. Đấy, và các bác dán trực tiếp vào. Và khi mà một cái lưu ý nhỏ nhỏ, khi mà các bác dán này thì các bác để trong vòng là 24 tiếng để cho keo nó chết đi. Xong bắt đầu là các bác đã đeo đồ lên nhá. Các bác đừng đeo ngay. Đấy, phải để trong vòng 24 tiếng. Sau đó các bác đã đeo đồ lên để cho nó chắc chắn hơn. Đấy, thì bên em đang bán là 10 ngàn cho một chiếc móc dán tường này các bác nhá. 10k một chiếc. Đây là các bác ơi, đây như em đang dán cái túi đồ như em rất là to này. Đấy, túi đồ nặng chĩnh luôn nhá. Đây như con này nó chịu tải ok luôn. Cái móc này em đang dán mà đây em dán lên cái này là cái tường sơn luôn nhá. Dán lên cái tường là tường sơn luôn đấy chứ không phải là tường gì đâu. Tường sơn các thứ các bác dán thoải mái luôn. Ok luôn đây. Đấy, chắc chắn ngon lành, cái túi này rất là to nặng luôn đấy. Nặng chịu này, sắp đứt dây này. Nhưng mà móc vẫn nguyên si luôn. Cực kỳ nhiều đồ em để cái túi rất là to luôn. Đấy mà đây cái này nó chiến ngon lành luôn nhá. Đấy thì về các bác dán lên tường nhà mình, treo đồ, treo đạc các thứ rất ok luôn, tiện lắm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, cái túi thuốc diệt rong rêu mà nhà bác nào sân trước các thứ này đang nhiều rong này. Đấy, có nhiều rong rêu các bác đi nó rất hay bị trơn. Đấy rồi, đặc biệt là người già chị em đi chẳng may nó bị ngã cái thứ đập đập cái phần mông xương chậu xuống rất là nguy hiểm nhá. Đấy, các bác mua cho em cái này về. Cái này thì nó rất là dễ dùng thôi. Đấy, cái này thì các bác có thể pha với 500ml 500g này và với 5 lít nước này, quậy tan, sau đó các bác tưới đến bề mặt con rong và dùng chổi quét sạch và dùng nước các bác rửa lại là ok, cực kỳ sạch luôn nhá. Cái này em bán rất nhiều rồi. Một cái túi thuốc diệt rong này với giá chỉ có 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thuốc diệt rong rêu nhá. Đấy, thuốc diệt rong rêu. Thuốc diệt rong rêu với giá sẽ là 40.000 trong cái thuốc diệt rong rêu này. 40.000 một túi này là 500g. Đấy, về các bác tùy theo nhu cầu. Thì mình nhiều thì các bác mua nhiều, mình ít thì mua một túi này về các bác xài được. Đấy. Mình có thể là giải trực tiếp lên cái phần mà các bác có rong rêu và các bác có thể hòa ra nước, sau đó các bác đổ nó, tưới nó lên. Sau đó các bác ngâm một lúc là nó sẽ tự động là nó sẽ bong hết cái chân rêu nhá, cực kỳ sạch luôn. Đấy, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, một tuần nay là miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn chuột rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nha. Đấy, thấy không? Xịt nước cái sạch sẽ ngon này luôn nhá, sạch bong luôn này, có gì không? Đó, thấy không? Xịt nước các bác cọ, sau đó các bác để cho ấy này, thấy không? Hai bên khác nhau nhá, một bên dùng với không dùng nhìn khác hẳn nhau luôn nhá. Đấy, một bên trắng phau luôn, còn một bên là nó gì? Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Đó. Nói chung là ok. Diệt rong, diệt rêu, tẩy sạch rong rêu ở sân nhà mình đi nhá, tránh trạng trơn trượt xảy ra. 40.000 cho một cái bịch thuốc diệt rong rêu trọng lượng 500g nha. Bao tay lao động thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Đấy, bao tay động thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là bao tay lao động này. Bên em sẽ bán theo đôi hoặc là theo set, theo combo thì tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy thì đây nó dạng bao tay lao động thì về các bác có thể là đi vào để mình đi lao động này, đi xây dựng các thứ này ok luôn. Đấy,
bảo vệ cái đôi bàn tay bác nhé, nó không bị sức sát rồi nó không bị va chạm, không bị tình trạng nó rách các thứ rồi ra đấy, rồi đứt, đứt tay rồi đấy. Ở đây nó có một cái lớp cao su này. Rồi bác nào mà đang mùa đông như này này, hoặc là mùa hè là các bác dùng để chống nắng, mùa đông thì các bác dùng để giữ ấm đấy, mình đi mình là ba tay mình giữ ấm cũng ok luôn. Ở dưới này có một cái lớp nó chám một lớp cao su, những cái đây này, những cái lỗ cao su nổi lên li ti này đấy, các bác sử dụng cầm nắm đồ vật nó không bị trơn trượt nhá, dùng rất ok luôn đấy. Thì một đôi này thì bên em đang bán lẻ cho bác là 10 ngàn một đôi, thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là đôi một, hoặc là lấy theo nhu cầu là combo đều được nhá. Đấy, thì em báo giá luôn, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động đấy, bao tay lao động này. Bao tay lao động thì bên em đang bán một đôi với giá sẽ là 10 ngàn nhá, một đôi là 10k, các bác lấy 5 đôi, 5 đôi là 40k. Còn nếu mà các bác lấy một set, đây một set của nó là 12 đôi này, đây này một set này là 12 đôi này đấy, thì đây một set này là 12 đôi, thì một set 12 đôi thì 12 đôi thì đang có giá là 70 ngàn. Nếu mà các bác mua theo set 12 đôi thì giá cũng rất là tốt luôn, giá rất tốt luôn. Nếu mà mua theo set 12 đôi thì là chỉ có 70 ngàn thôi. Còn nếu mà các bác lấy một đôi là 10k, 5 đôi sẽ là 40k. Và đợt này nó tăng cường thêm là cái set 12 đôi này nữa, thì đây một set nguyên si 12 đôi là nguyên nguyên túi này này. Đấy thì là về các bác dùng 12 đôi, các bác dùng cả năm luôn, một tháng dùng đôi. Đấy, về dùng cả năm luôn là mua một set này chỉ có 70 ngàn thôi. Giá nó quá bình dân mà bao rất là chắc chắn, dày dặn các bạn. Đấy. Lẻ là 10 ngàn một đôi các nhá. Đó, bao tay lao động nhá. Về các bác sử dụng để lao động làm việc, làm vườn làm tược, nhặt cỏ thứ là, rồi là cắt cành cắt cây cũng ok luôn. Đấy, rồi là Tết nhất mình dọn dẹp vườn tược nhà cửa thứ ok. Đấy, mình đi vào cho nó yên tâm, không bị đứt tay đứt chân. Một đôi là 10 ngàn, 5 đôi là 40 ngàn và 12 đôi một set cả một bịch như này luôn là 70 ngàn nhá. 70 ngàn. Đấy là bao tay lao động. Cho các bác trong video hôm nay, đó là cái combo súng 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 bắn keo nến nhá. Đấy, súng bắn keo nến. Đấy thì hiện tại bên em đang bán theo combo giá nó rất là tốt luôn. Đấy, báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì một cái combo là bao gồm cả súng cả keo, thì bên em đang bán là một cái combo đấy là với mức giá là 60 ngàn. Hôm nay thì em còn số lượng ít, em sẽ xả luôn cho bác luôn. Giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, 40.000 thì khi mà các bác mua thì các bác sẽ sở hữu được gì? Đầu tiên thì sẽ là một chiếc súng bắn keo này, công suất thì sẽ là 20W nhá. Con này nó sử dụng điện 100 cho đến 240V, nên là về các bác cắm điện 220 các bác xà thoải mái cho luôn. Công suất 20W là các bác dùng gia đình các bác gắn đồ đạc các thứ ok rồi. Đấy, nói chung là bây giờ cuối năm các bác dùng rất là nhiều. Gắn đồ, gắn hoa các thứ này, gắn nơ rồi là trang trí nhà cửa này, rồi là sử dụng cái này gắn rất đa năng, cái này là gắn được rất nhiều thứ nhá. Đấy. Cái súng này là một combo là súng sẽ gồm là một súng và đi kèm cho các bác là 10 cây keo nhá. 2 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Đấy, em sẽ bán nhanh bác luôn là một cái combo như này. Thì sẽ có giá là 40 ngàn, là bao gồm là một súng và 10 cây keo nến nhá, 10 cây keo nến. Đấy, 10 cây keo nến là một combo này là 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn đấy các bạn. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ nhà mà chỉ có 40 ngàn. Là mua về là chọn bộ nhà là về các bác là có đồ là xài luôn, dùng luôn, không cần phải mua thêm cái gì cả. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu mua nhiều dùng nhiều thì các bác có thể mua thêm keo. Thì bên em hiện tại đang bán một cái combo 10 cây keo như này. Đấy, sẽ có giá là vào 15 ngàn cho một combo 10 cây keo nhá. Đấy, một combo 10 cây keo thì sẽ có giá là 15 ngàn. Đây em báo giá lại bác này. Combo súng keo nến này, combo súng keo nến nhá, thì sẽ có giá là 40 ngàn nhá các bác nhá. Thì bao gồm là 10 cây keo và một cây súng như này là một combo này là 40 ngàn này. Còn khi mà các bác mua lẻ keo thì 10 cây keo nến thì bên em sẽ bán sẽ có giá là 15 ngàn nhá. Đấy, sẽ có giá là 15 ngàn thì mình có thể mua thêm keo về nếu mà bác nào xài nhiều. Còn nếu mà các bác xài ít thì mình có thể mua thêm combo này về là dùng cũng thoải mái rồi này. Đấy thì là một combo bao gồm một súng và 10 cây keo nến là 40 ngàn. Mua thêm keo nến thì đang có giá là 15 ngàn cho 10 cây keo nến nhá. Giá nó quá là hạt rẻ luôn đấy. Bình thường là các bác ra cửa hàng hiệu người đang bán, ví dụ như là bình thường một chiếc súng này người đang bán 6-7 nghìn một cái. Còn keo nến người ta phải bán vài chục nghìn. 10 cây này vài chục nghìn luôn đấy, thật luôn. Ở bên em bán giá xả kho bán nhanh bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã này, và em cũng lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ bàn cạo 35 lưỡi. Cái này về để chuyên cho bác về cạo râu, cạo ria các thứ ok luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là bộ bàn cạo 35. Đấy, bộ bàn cạo 35. Bàn cạo 35 này sẽ gồm có một tay cạo, một lọ kem cạo và đi kèm là 35 cái lưỡi.
Đấy thì bữa trước sản phẩm này đang bán là 70.000, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh lắm luôn. Giá chỉ còn có 40.000 thôi. 40k cho một cái bộ bàn cạo 35 nữa này, chỉ có 40.000 thôi. Giá nó quá là bình dân luôn các bạn. Chỉ 40.000. Đây em sẽ bóc cho bác coi một bộ nó này. Cái này dùng tiện lắm. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay cạo này, đi kèm là một lọ kem nhá. Và bên trong này thì rất nhiều lưỡi luôn, 35 lưỡi là các bác dùng cả năm luôn. Đấy, bác nào cạo ít, có khi thậm chí vài năm hết một cái bộ này. Đây, một đống lưỡi này con này. Đấy, một đống lưỡi và lưỡi. Hàng lưỡi này của nó sẽ là hàng lưỡi kép các nhá. Đấy, hàng lưỡi của nó sẽ là hàng lưỡi kép này, các bác nhìn này. Đấy, hàng lưỡi kép, hàng hai lưỡi nên các bác cạo rất là nhanh. Đấy thì lúc nào dùng thì mình lấy cái bàn cạo ra, các bác lắp lưỡi vào. Đấy, lắp lưỡi vào, sau đó là các bác dùng cái lọ kem này. Đấy, các bác bôi vào, các bác cạo nó đỡ bị rát này. Đấy, rồi là các bác nó rất là tiện thôi. Nó có cái hộp này là ví dụ các bác đi công tác, đi chơi, đi du lịch này. Đấy, mình đi xa nhà đấy thì mình bỏ cho em mấy cái lưỡi dự phòng vào trong này, cùng với lại cái bàn cạo này các bác mang đi các bác xài luôn. Đấy, bỏ vào trong ba lô mang đi du lịch cũng rất là tiện luôn nhá. Nói chung là mang đi mang lại ok luôn. Đấy thì một bộ là full trong túi đựng nhà. Đấy, bao gồm đầy đủ là 35 lưỡi luôn, rất nhiều, là thoải mái các bác xài luôn. Đây, đấy, một đống lưỡi luôn này, 35 lưỡi các bạn, 35 lưỡi luôn là về thoải mái các bác xài luôn. Là một cái bộ combo là một tay cạo, một lọ kem, một cái hộp đựng và 35 cái lưỡi cạo nhà, sẽ có giá là 40.000 thôi. Đấy, về để các bác chuyên để các bác cạo râu. Cái này là dòng lưỡi kép, nó cạo rất là sạch luôn, cạo sạch, cạo nhanh, cạo thích lắm. Bàn cạo 35 nhá, đang xả kho bán nhanh luôn là 40.000 một bộ này các nhá, 40.000 một bộ này, dùng cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan tháp của Unica này. Đấy, bộ này thì giá đợt này về cũng về cái lô này giá rất là tốt luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng nhá, bộ mũi khoan tháp trắng. Đấy, của Unica Japan. Bộ mũi khoan tháp trắng này. À, bộ này thì bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay em về lô mới xả kho luôn 150.000 cho một cái bộ này các nhá. Chỉ có 150.000 thôi. Rất hạt rẻ, khoan cực kỳ đa năng luôn. Dòng thép gió HS phủ lớp titan, khoan cực kỳ ngọt nhá. Đấy, hàng hãng của Unica Japan. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Mở ra thì bên trong sẽ gồm có cho bác tổng là 5 mũi luôn. Đó, 5 mũi nhá. Cực kỳ sắc bén. Đấy, khoan rất là ngọt ngào. Con này thì nó rất nhiều kích cỡ khác nhau nhá. Cực kỳ nhiều kích cỡ khác nhau để các bác khoan đa năng. Đấy, khoan đa năng cho mọi kích cỡ, mọi số đo, rồi là những cái lỗ nó khác nhau. Đấy thì các bác xem cái mũi nào nó phù hợp với kích cỡ thì các bác lấy cái mũi đấy các bác khoan. Con này thì về các bác có thể mà lắp vào máy khoan pin cái thứ, là các bác lắp cho em thoải mái luôn. Các bác lắp để khoan nhá. Một bộ là 5 mũi, dùng xong mình cất trong hộp này. Đấy, nguyên cái hộp nó rất là ok rồi. Đấy, nói chung là nó đẹp từ bên trong ra ra ngoài, đẹp từ bên ngoài vào trong luôn. Đấy, hộp chiếc rất lịch sự, hộp nhôm ngon lành luôn nhá. Unica Japan. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho bác luôn, chỉ còn có 150.000 thôi. Đấy thì sẽ bao gồm là một bộ mũi khoan tháp nhá, bộ mũi khoan tháp khoan núi 5 mũi như này, với mức giá là 150.000 một bộ 5 mũi. À, bình thường là thị trường đang bán 190-200 luôn đấy. Đấy, bên em đang bán là 180 rất là rẻ rồi, nhưng mà đợt này nó về lô mới em xả luôn, bán nhanh luôn là 150.000 một bộ này. Đấy thì là full combo là 5 mũi nha, hàng nguyên hộp luôn, ngon lành xịn sò, Unica Japan. Đấy thì ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây bút lấy dấu này. Đấy, cái bút lấy dấu thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái bút lấy dấu này thì mỗi lần ví dụ như là các bác khoan thì mình có thể lấy cái dấu trước cho nó chuẩn xác này. Con này là dòng bút lấy dấu bằng đồng nhá, rất ok. Cái bút lấy dấu này thì hiện tại bên em đang bán cho bác là với giá thì cũng bình dân luôn, chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bút lấy dấu nhá. Đấy, bút lấy dấu với mức giá là 30.000 cho một chiếc bút lấy dấu này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi, lấy cực kỳ chuẩn xác và lấy rất là nhẹ nhàng, tình cảm luôn. Đây, em lấy cho bác coi này. Đây, để em lấy cho bác coi nhá, bác cùng xem. Đây, cái này, chỗ này là cái thanh tip này. Đấy em, đấy, ấn nhẹ luôn cả. Đấy, còn đấy không ra lỗ luôn nhá. Đây này, đấy, ví dụ các bác khoan, các bác định vị này rất ok luôn. Con này nó rất là nhẹ, các bác chỉ việc này, đấy, ấn dứt khoát tay phát này. Đấy, thấy không, lỗ rất ngon. Đây này, các nhìn này, bốn lỗ nha, em lấy thẳng hàng nhau này, chính xác ngon lành luôn. Đấy, thấy không, bắn rất khỏe luôn, lõm luôn nhá, ok luôn. Đấy là cái cây bút lấy dấu. Cây bút lấy dấu thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000 bút. Cây bút lấy dấu là bằng đồng luôn đấy, là 30.000. Còn các bác mua cái bộ mũ khoan tháp nha thì là 150.000. Đấy là tùy nhu cầu nhá, thì các bác có thể mua theo cả bộ luôn.
về là mình có đồ cá là mình ví dụ mình trước khi mình khoan thì mình lấy cái dấu cho nó chuẩn xác. Đấy thì bác nào có rồi thì mình có thể mua thêm bộ mũ khoan tháp này. Mũ khoan tháp là 150, còn bút lấy dấu là 30.000 các bác nhá. Siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái lô tăm bông kháng khuẩn nhá. Các bác lên nhanh mã giúp em là dòng sản phẩm tăm bông kháng khuẩn cực kỳ chất lượng. Một hộp này thì bên em đang gửi bác là một hộp này sẽ là 200 chiếc nhá. Đấy, một hộp 200 chiếc thì bác cứ về dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, nó là dòng tăm bông kháng khuẩn luôn, cực kỳ xịn. Đó đây, một hộp 200 chiếc tăm bông kháng khuẩn nha. Đấy, toàn bộ tăm sẽ được kháng khuẩn nhá. Và sử dụng sẽ là dòng bông cốt tông. Đấy, bông cốt tông thì các bác yên tâm là cực kỳ lành tính rồi. Đấy, sử dụng rất ok và tiệt trùng khử khuẩn 100% em luôn. Đó, một hộp 200 chiếc này sẽ có hai đầu nhá. Lưu ý cho em là dòng này sẽ là dòng hai đầu. Đó, dòng tăm bông hai đầu. Lên mã nhanh giúp em sẽ là tăm bông nhá. Đấy, hộp tăm bông này, hộp tăm bông. Hộp tăm bông này thì hiện tại em đang gửi các bác một cái giá cũng rất là hạt rẻ và bình dân, 20k cho một cái hộp 200 cây nhá. 200 cái. Đấy, 200 cây tăm bông mà giá cũng chỉ có 20k thôi. Tính ra quá rẻ vậy. Lại còn tăm bông hai đầu, tăm bông cốt tông khử khuẩn 100% nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, cực kỳ xịn sò, giá rất tốt với nhá. Lên luôn cho bác là cái siêu phẩm kẹp gấp này. Các bác lên mã giúp cho em là sản phẩm kẹp gấp inox 304. Đấy, sản phẩm kẹp gấp inox 304. Bây giờ mà các bác chiên rán xào nấu rồi. Đấy, nhiều khi là các bác sử dụng như là mình cho rán cá nó chiếc rồi mà những cái miếng cá nó rất là khó lật. Đấy thì các bác sử dụng sang cái con nào cho em, dùng rất là hay luôn. Đó đây, lại chút em đây. Đây coi nhá. Đấy, ví dụ như mình đang rán miếng cá, mình có cái miếng cá đây này. Đấy, mình muốn lật lên này, này. Đấy, muốn lật lên thì mình sục nó vào. Đó, sau đó là mình lật lên nhá. Ví dụ như là các bác nướng thịt này. Đấy, nướng thịt các thứ này. Đấy, gấp vào hoặc lật lên cho. Rất ok luôn. Đó, đây. Lách vào lật lên nhá. Rất ok luôn, cực kỳ chất lượng này. Đó, rất tiện dụng, nó là dòng sản phẩm kẹp gấp nhá. Đấy, các bác giúp vào đây là các bác giúp vào các bác kẹp vào cái lật lên luôn, rất tiện dụng nhá. Không lo nóng tay cái thứ rồi mà sử dụng rất là đa năng. Rán cá rồi là nướng thịt các kiểu rồi, nướng thịt tảng kìa. Đấy, mình cần cầm dùng cái kẹo gấp này mình gấp. Mình kẹp vào lật lên cá xem. Đó, rất tiện dụng nhá. Giá thì cũng siêu hạt rẻ luôn. Lên mã nhanh giúp cho em là siêu phẩm là kẹp gấp này. Kẹp gấp inox này, hoặc là kẹp gấp cũng được, kẹp gấp đi. Giá của nó sẽ là 30k cho một chiếc kẹp gấp này. Đấy, giá chỉ có 30.000 đồng thôi. Một chiếc kẹp gấp rất là đa năng này. Gấp sử dụng nhà bếp cho em rất ok. Đấy, cực kỳ là ngon các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về đó là cái dòng siêu phẩm vật muỗi. Đấy, vật muỗi đứng nhá. Các bác lên mã giúp nhanh giúp em sẽ là vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đó, con này là dòng vật muỗi đứng chứ không phải vật muỗi gấp nhá. Vật muỗi đứng giá sẽ là 140.000 cho một cái lô vật muỗi đứng nha. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá. Vật muỗi đứng hàng mới nguyên hộp luôn, rất là xịn. Đó, rất chất lượng. Này thì bên em bán quá nhiều rồi và các bác sử dụng dùng rất ok luôn. Dòng này thì nó sử dụng với pin sẽ là pin 18650 nên là có yên tâm là ví dụ sau này mà có hỏng hóc là các bác vẫn có thể là thay thế sửa chữa thoải mái luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp đóng gói rất là kỹ càng nhá. Bọc xốp các thứ đầy đủ luôn. 140.000 một chiếc nhá. Đây. Bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái vật muỗi này, đi kèm thì sẽ có là một cái đế sạc này. Đấy, đây là cái đế sạc. Cái đế này thì về các bác cắm với nguồn điện 5V cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho nó thôi. Đấy, còn nếu các bác muốn sạc thì các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây thì sẽ báo đèn lên và để các bác sạc nhá. Đây đây là cái đèn báo pin này, đèn báo sạc này. Còn đây là nút bấm này. Đấy, nút bấm nhá, để khi bác vật muỗi này. Ngoài ra thì con này nó tích hợp là vừa mật muỗi, vừa là có đèn bắt muỗi luôn. Đấy thì các bác muốn bật chế độ vật muỗi bình thường thì ấn giúp em sẽ chế độ on 1 này, bấm ở đây. Nó lên đèn này là chế độ vật muỗi bình thường. Đấy thì khi mà vật bay vào cái là nói chung là đi luôn nhá. Đấy, rất là nhạy. Đây coi nhá. Đấy, vật bay vào cái nói chung là cứ đi luôn thôi. Con này thì nói chung là nó là dòng cao cấp rồi nên các bác nghe tiếng điện nó đánh rất là khỏe luôn này. Đấy, đánh cứ phát nào là ra phát đây luôn. Đấy, đánh rất dứt khoát mà rất là nhạy nhá. Đây. Dòng này nói chung là các bác sử dụng nên cẩn thận nhá. Chẳng may mình có thò tay vào cái nó giật cũng tê phết đấy các bạn. Bữa trước em bị phát rồi. Giật rúng người luôn đấy, giật khỏe lắm các bạn. Đây. Ở đây à. Đấy, thấy không? Đúng như dùi cui điện luôn, giật rất khỏe nhá. Đây là chế độ vật muỗi bình thường. Còn nếu các bác muốn đẩy lên chế độ đèn muỗi này, đẩy lên on 2 cho em nhá. Đấy, nó sẽ ở chế độ on 2. Thì ấy, nó sẽ sáng lên cái chế độ đèn muỗi này. Thế đây. Gạt gạt cái công tắc xuống. Đấy, thấy không? Đây nó lên chế độ đèn bắn muỗi này thì nó cứ sẽ sáng tràn như này.
Thì ở đây nó là cái ánh sáng màu xanh, nó sẽ thu hút cái muỗi nó vào. Thì dụ cái muỗi nó vào nhá, thì khi mà muỗi bay vào này, đấy, dụ muỗi cái ánh sáng xanh thì muỗi rất là thích này. Muỗi bay vào cái thì bay về là cứ tự động cái bay vào là té lửa thôi. Đấy. Muỗi nó cứ đậu vào là cái nó đi thôi. Đấy, xong rồi đánh rất khỏe ạ, điện này. Thấy không? Đó, rất ok nhá. Đấy là chế độ đèn bắt muỗi. Rồi. À, tổng quan về cái siêu phẩm vừa vật muỗi vừa làm đèn bắt muỗi. Giá thì cũng rất là hợp lý nhá. Cái giá rất là hợp lý nhá, chỉ có là đi 140.000, 140k, vừa có tích hợp là vật muỗi này, rồi là có tích hợp đèn bắt muỗi và cắm chung với củ sạc điện thoại nhà mình, các bác sạc thôi, sử dụng là sẽ là pin 18650. Đó thì các bác rất là dễ dàng sử dụng và thay thế này. Con này thì đây, nhà quảng cáo đưa ra thì sản xuất, thông số sản xuất đưa ra thì nó lên đến dòng điện, nó lên đến định mức sẽ là 3000V, nên cũng yên tâm là nó giật rất là khỏe nhá. Đấy, giật cực kỳ khỏe luôn. Đó, dòng này là dòng đời mới, dòng cao cấp rồi. Nên là nó hỗ trợ về cái tính năng điện, nó nói chung là rất là tốt. Đấy, nó đẩy điện, dòng điện lên rất là khỏe luôn. Đấy, vật muỗi đứng, giá sẽ là 140k nhá. Hàng sản phẩm thuốc xịt xoang, hàng bên shop để tiếp tục về để phục vụ các bác này. Đấy, siêu phẩm thuốc xịt xoang nhá. Xịt xoang muỗi, đợt này đang trong mũi, đợt này đang Covid này, rồi đang thay đổi thời tiết. Đấy, bác nào mà viêm mũi dị ứng, viêm xoang các thứ xem, dùng con này rất ok. Đấy, thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang. Thuốc xịt xoang này thì giá của nó sẽ là đi 40k nhá. Nó là dạng xịt. Đấy, nó là dạng xịt, một chai xịt này sẽ là 20 ml. Đấy, xịt cực kỳ nhạy luôn ạ. Xịt con này, xịt này thì mình em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó là dạng xịt nha. Đấy thì về quá cứ cắm trực tiếp vào phần lỗ mũi, sau đó là mình bóp thôi. Đấy là bắt đầu là dung dịch nó ra, có thế thôi. Rất là dễ dàng dụng thôi nhá. Một hộp này sẽ là 20 ml. Toàn bộ thì dòng này nó là dòng sản phẩm thảo mộc từ thiên nhiên, nên là các bác dùng nó không bao giờ lo dị ứng, dù là có vấn đề gì. Đó, dùng rất ok. Đấy, nói chung là các bác cứ xịt vào cho em thì cứ thông mũi mát họng luôn. Bác nào viêm mũi dị ứng, viêm xoang. Đấy, đợt này đang Covid thay đổi thời tiết nhiều. Đấy, nhiều bác mũi ngạt mũi thì các bác xịt cho em nhá. 40k cho một hộp thuốc xịt xoang xịt mũi này nhá. Nên mã giúp cho em là thuốc xịt xoang này. Xịt xoang. Đấy, xịt xoang, giá sẽ là 40k một hộp xịt xoang nào. Cái sản phẩm các ơi, đây này các anh nhìn này. Đấy, mã của nó là bom bóc bà này, em đã kết nối này các anh nhìn chưa? Đã kết nối đó, và sẽ vào mở nhạc bật cho bác nghe nhá. Các bác có thấy cái sự khác bọt không? Các bác nghe có thấy cái sự khác bọt do của những cái loa kia không? Nghe nó quá khác bọt luôn nhá. Đây, nghe tiếp qua nhá. Đập này, đập này, loa đập này, đập dã man luôn nhá. Đập rất là căng luôn, đập rung tay luôn nhá. Nghe hay dã man luôn, nói chung là con này các bác về các bác nghe nhạc sàn, nhạc bolero, nhạc vàng, các kiểu nhạc. Nói chung là ở đây thì em sợ vi phạm bản quyền vì cái YouTube này nó siết chặt bản quyền nhạc nhẽo nên là nó hơi căng thẳng, nên là em không dám mở nhá. Đó thì em chỉ mở test một cái bàn này thôi. Đó thì nói chung là con này thì em chỉ cần mở đây các bác nghe thấy thẩm nó thấy phê rồi. Thích, rất thích luôn. Dùng nghe cực hay. Vậy nhá. Đấy, đây. Bật tiếp nó ra xem nào. Thấy không? Các bác có thấy đập dã man không? Đấy, nháy màu các kiểu luôn nhá. Nháy màu các kiểu luôn nhá. Đấy, nháy luôn nhá. Quá chất luôn. Rồi. Quá đẹp cho một cái con loài luôn các nhá. Cực kỳ nghe hay, nghe cực kỳ chất luôn các nhá. Đấy, thì các bác nào ưng con này thì vào việc luôn các nhá. Đấy, con này thì nói chung là nhà em bán thì quá nhiều rồi. Đấy, về cái dòng loa này. Đấy. Mở to thì nói to nó. Đây các bác sợ các bác hơi giật mình. Đó thì các bác lên mã cho em là cái con loa B3 đi. Đấy, B3, thực ra nó là bom box 3. Đó thì các bác lên mã nhanh chúng em sẽ là cái siêu phẩm là loa bom box 3. Đấy, mã của nó chuẩn nếu mà hàng nguyên hộp như này. Thì đây, tên của nó sẽ là tên bom box 3 này. Nhưng mà thì bên em sẽ lên nhanh mã luôn để bác dễ đọc này. Mã của nó sẽ là B3. Đấy, B3 nhá. Giá sẽ là đi
450k. Đấy, 450k. Và trong video hôm nay thì bên em cũng bao ship tận nhà luôn nhá. 450.000 một con loa bom bóp 3 hàng mới như hộp như này. Đấy, bát căng chét sâu, đập cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, quá chất lượng một con loa nhá. Cầm cực kỳ nặng chắc chắn. Đó, pin trâu. Đó, bát căng chét sâu, đập rất chất lượng luôn nhá. Đấy, quá ok luôn. Loa B3 nhá, giá sẽ là 450.000 một con, bao ship tận nhà, hàng mới nguyên hộp coi nhá, nhận hàng kiểm tra test thử nghe thử ok thanh toán luôn nhá. Cái dòng dây điện hàng đúc này coi nhá. Đấy, dây điện hàng đúc này. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Dây này của nó là dây 2.5 coi nhá, dây 2.5. Đây. Các bạn nhìn này, đó, Japan CU. Đấy, Japan. Japan là của Nhật này, CU tức đồng coi nhá. Đấy, nó là dạng đồng Nhật luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng đồng cực kỳ và to. Đó, đây em sẽ tháo cho bác xem một cái cuộn 5m này. Cuộn này trên tay em là cầm là cuộn 5m các nhá. Cuộn 5m. Rất là to, dây cực kỳ to. Dây của nó là dạng dây mềm các nhá, dạng dây mềm các bác nhìn này. Đây, em cầm trên tay này. Rất là mềm mại luôn. Đấy, mềm như da bé, mềm mịn rất là thích luôn nhá. Sở rất thích. Hàng này của nó sẽ là hàng ổ đúc liền luôn này. Các bác nhìn này, ổ đúc liền luôn. Nên là các bác cứ thoải mái vật lộn như em với con này. Thoải mái luôn. Bao dùng bao dài luôn. Con này các bác mang đi công trình hoặc là các bác mua về dùng nhà có hay có sự kiện các bác dùng rất ok. Hàng của nó là ổ ra cũng đúc và ổ vào cũng đúc luôn nhá. Dây là dây 2.5, cực kỳ ngon chất lượng. Đấy, dòng này thì em bán quá nhiều rồi. Đấy, bán cực kỳ nhiều rồi. Bao xài bao dùng bác luôn, bao đập bao test luôn các bác nhá. Bao đập bao test luôn này. Đây. Đập thoải mái nhá. Riêng cái dòng ổ đúc này các bác cứ nện thoải mái anh em không vấn đề gì luôn. Test tùng thoải mái. Đó. Con này thì một đầu vào và chân của nó chân tròn luôn nhá, chân tròn nên các bác rất là dễ cắm rồi. Và ổ của nó là ba ổ đầu ra. Đấy, ba ổ đầu ra có đèn báo này. Đấy, ngoài ra có cái phần móc như này. Đấy, em sẽ cắm cho các bác xem test về cái đèn báo này nhá. Đấy, cắm test cho bác xem về cái đèn báo này. Đó, có thấy không? Có thấy không? Đấy, nó sẽ lên đèn báo này. Đấy, nó có bóng báo luôn nhá. Rất là ngon nhá, rất là tiện. Nói chung dùng rất là tiện luôn. Nó có cái bóng báo này các bác cắm thì nó rất là tiện luôn. Các bác biết là nó có điện hay không. Đấy, rất là ok. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Đây, hàng này thì các bác cứ thoải mái đập phá chưa. Thoải mái đập phá này. Đây, em mang búa đập luôn này. Thoải mái đập luôn các nhá. Đây, đấy, thoải mái đập luôn. Không vấn đề gì vì của nó hàng của nó rất là bền. Dạng nó ổ đúc mà. Đập không vỡ này. Các nhìn này. Rất ngon luôn nhá, cực kỳ ok. Đấy, những cái dòng mà dây nó đúc liền này này. Đấy, có phần thân lò xo này không bị gập gãy này. Đấy, rất ok luôn nhá. Đây, đúc liền luôn, rất là ngon, cực kỳ ngon chất lượng luôn. Dây là dây 2.5, dây của Nhật cũng nhá. Đây, Japan CU này. Đó, thì đợt này về số lượng nhiều nhá, nên là giá rất tốt. Thì bên em có mấy cỡ nhá, mấy cỡ. Đây, cái con em vừa quay cho xem là cái con 5m này này. Đấy, một cái cuộn 5m của nó này. Đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác sử dụng nhá. Đấy, cuộn này của nó là cuộn 5m này. 5m cũng nhá. Đấy, cuộn này trên tay em đang cầm là cuộn 5m này. Đó, cuộn 5m. Rồi là có cái cuộn sau này. Thì là cái cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m cũng nhá. Đây, cái cuộn 10m của nó đây. Rất đẹp luôn. Đấy, rất to tét luôn các nhá. Đây, cuộn 10m đây. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng luôn nhá. Đây. Dây 2.5 này. Đó, 2.5 nhá, 2.5. Japan này. Đó, cực kỳ ngon. Dây nét nẹt luôn. Các bạn nhìn này. Đấy, đây là cuộn 10m các nhá. Cuộn 10m này. Đấy, cuộn 10m. Rồi sau này thì là có cái cuộn 15m này. Đấy, 15m cũng rất là to tát luôn. Đấy, thì cứ tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác sử dụng sao công việc cho nó phù hợp nhá. Đó, cuộn này cuộn 15m này. Cực kỳ ngon chất lượng. Đây, cuộn 15m này. Rất là chất lượng luôn. Đó. Rồi đây là cái dòng cái cuộn dài nhất bên em đang bán, đó là cái cuộn 30m nhá. Đấy, cuộn 30m này. 3m thì của nó thì cực kỳ là khủng bố. Dài nặng luôn nhá. Dài và nặng luôn, cực kỳ ngon, chất lượng luôn nhá. Đây, con này cuộn 30m này. Đấy. To dã man luôn nhá. Đây. To dã man ngàn luôn. Đó, rất chất lượng luôn. Hàng toàn bộ của nó là đúng như cuộn 5m kia em vừa quay nhá, cũng đúc ổ đúc rồi là phích đúc luôn nhá. Ổ đúc phích đúc thì nói chung là các bác dùng yên tâm. Sử dụng không vấn đề gì cả. Em bao dùng bao xài cho bác luôn nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Đó là cuộn 3m các nhá. Ở đây em sẽ đi vào báo giá này. Đó thì tổng quan đây. Giá thì cái dòng 5m này thì bên em đang bán là 200.000.
Đấy, 200.000 nữa nhá. 5m thì là 200.000. 10m thì là 330.000. 15m thì là 400.000. 30m thì là 650.000 các bác nhá. Đó thì đây. Đó, quay cho bác xem, các bác có thể cáp lại màn hình. Đó, để các bác nhớ về cái giá của nó này. Các bác alo em để em tư vấn cũng như là chốt đơn các bác nhá. Đấy, 5m thì là 200. 10m thì là 330. 15m thì là 400 và 30m thì là 650.000. Đấy thì cơ bản em có 4 cái dòng dây như này. Đó, đây các bác có thể tham khảo lựa chọn cho mình những cái sản phẩm mà nó ưng ý nhất. Đó, phù hợp theo cái nhu cầu sử dụng của bác nhá. Nó không bị thừa nhiều quá và không bị thiếu. Đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng thì các bác có thể mua cho mình những cái dòng dây điện nha. Đó, hàng này dùng thì cực kỳ chấm hết luôn. Đấy, dòng này các bác nói chung là các bác mua về cắm nồi lẩu nồi lẹt các thứ nha, thoải mái. Rồi các bác những cái quận già này các bác mua về chiến công trình, chiến sự kiện thì chấm hết luôn. Đó, cái dòng này. Tiếp theo thì đây, lại khu kiện đây. Đó, thì vừa quay rồi. Khu kiện về tiếp tục cái dòng ổ điện đúc luôn nhá. Cực kỳ ngon và chất lượng luôn này. Đây, đấy, dòng ổ điện đúc 5 chân rồi là 3 chân, có đầy đủ cả nhá. Đó thì hàng này thì nó hơi nặng này chút, em đã để sẵn ở đây rồi. Không khui nữa thì lấy ít ra đại quay đại diện bác xem thôi. Đó thì đây, có cái dòng 3 chân và 5 chân này. Đó thì sẽ đi vào quay chi tiết cho bác xem nhá. Quay chi tiết bác xem này. Đó, lấy cái dòng 3 chân và 5 chân và phích cắm này. Đó, 3 chân 5 chân phích cắm. Đây. Đầu tiên là cái dòng phích cắm này. Đấy, chân đồng rất là to tát luôn nhá, chắc chắn này. Đây. Phần này các bác tháo ra và bắt dây vào thôi. Chuyên về cho các bác cắm, phích là phích cao su, không đập không vỡ nhá và chống cháy. Đấy, cực kỳ ngon chất lượng. Đây một chiếc phích này. Đó, phích này thì bên em đang bán giá là đi 25.000 các bác nhá. Đấy, 25k cho một chiếc phích này. Đấy, 25k. 25k. 25.000 một chiếc phích này các bác nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì có cái dòng ổ 3 chân này, ổ 3 chân nhá. Ổ 3 chân. Ổ 3 chân thì đang bán là 50.000. Ổ 3 chân thì ổ này nó có lên báo nhá. Ổ này thì nó tựa như cái ổ mà vừa nãy em quay cho xem đấy. Đây này. Nó cũng tựa như cái ổ đúc này. Đấy thì bác nào nhà có dây rồi có thể mua cái ổ này về các bác đấu vào. Các bác dùng sử dụng cũng rất là ok luôn. Đó, ổ này thì nó cũng có lên báo đúng như ổ này luôn. Đấy, nói chung là hai thằng nó giống nhau. Đấy, nó cùng một thằng ra thôi nhưng mà nó dạng ổ dòi và dạng ổ liền. Đó thì cái ổ 3 chân này thì bên em đang bán là đi 50.000 nhá. Đấy, ổ 3 chân thì đang bán là 50.000 ổ này. 50k ổ 3 chân này. Đấy, một đầu vào này và ba đầu ra này có đèn báo này. Đấy, con này có đèn báo nhá, con 3 chân này là có đèn báo nhá. Đó. Rồi ngoài ra thì là cái dòng ổ 5 chân. Đấy, các bác nào thích nhiều thì các bác mua con này. 5 chân thì cũng là 50.000. Nhưng mà cái con 5 chân này thì nó lại không có đèn báo. Đấy, con 5 chân này không có đèn báo nhưng mà bù lại thì nó rất là nhiều ổ. 5 ổ lận luôn. Đấy, 5 ổ lận. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ổ và có cả dẹt cả tròn nhá. Đây là chân dẹt này, đây là chân tròn này. Nghĩa là các bác cắm ổ 2 chân hoặc các bác cắm ổ 3 chân đều cắm được luôn. Đấy, cũng rất ok luôn nhá. Hàng thì bao dùng bao xài, các bác cứ đập phá thoải mái cho em luôn. Riêng hàng này. Đấy, các bác cứ dùng búa đập phá thoải mái cho em luôn. Bao tét bao xài luôn nhá. Đấy, bao tét bao xài luôn. Bao dùng luôn nhá. Đấy, riêng cái dòng ổ đúc này thì cứ chấm hết luôn. Đó, thì bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy. Thì đây, em báo giá lại này, phích cắm 25.000 các bác nhá. Đây, phích cắm 25.000. Đó. Ổ 3 chân này thì là 50.000 này. Đó, ổ 3 chân 50.000. Và cái dòng ổ 5 chân là 50.000 các bác nhá. Đấy, ổ 5 chân 50.000. Hai cái món này là phích cắm và ổ 3 chân. Hai món này thì nó có đèn báo nhá. Đấy, các bác lưu ý là phích cắm và ổ 3 chân là có đèn báo. Còn cái ổ 5 chân là không có đèn báo. Đấy, thì các bác tùy theo nhu cầu sử dụng. Các bác muốn có đèn báo thì các bác mua ổ 3 chân và phích cắm, còn các bác không cần đèn báo thì các bác có thể mua ổ 5 chân này về cũng được. Đó thì là về cái dòng ổ đúc bên nhau nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp tăm bông. Đấy, tăm bông để về các bác ngoái tai, báo giá bác luôn. Một hộp tăm bông này thì sẽ có là 200 chiếc với mức giá là 20k một hộp nhá. Lên mã giúp em sẽ là hộp tăm bông mà đây còn là hai đầu luôn. Đấy, hộp này là hai đầu. Đấy, hai đầu 20k một hộp nhá. 100% là chất liệu là bằng cốt tông nên các bác sử dụng rất an toàn. Đấy, có diệt khuẩn các thứ đầy đủ hết luôn. Đó. Lên mã giúp em sẽ là hộp tam bông em bóc cho bác coi một hộp này. Một hộp này là 200 cái luôn, dùng thoải cả mái luôn. Đấy, về các bác xài thì xài cả 5 giờ hết luôn đấy. Đấy, bác nào dùng ít xài cả 5. Đây. Một hộp của nó này. Đấy, nó là dạng tam bông hai đầu nhá, hai đầu. Đấy, một đầu nhọn và một cái đầu tù. Đó, rất ok luôn.
sạch sẽ an toàn mà giá nó bình dân. Bình thường các bác mua những cái hộp mà 200 cái này ra quán hiệu thuốc các thứ là ít phải 30-40 nghìn hộp luôn. Ở bên em bán các bác chỉ có 20 ngàn thôi. Hộp tăm bông 200 cái nhá, hộp tăm bông 200 cái. Giá đang bán các bác là 20k một hộp này. Đấy, một hộp này là 200 cái mà là hai đầu luôn. Đấy, hai đầu luôn nhá. 20k một hộp tăm bông 20 cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho các bác mã hàng đó là cây cưa gấp đen trắng. Đợt này thì em vẫn đang giảm giá xả kho cây cưa này. Giá của nó thì chỉ có 50.000 một cây thôi. Đấy, cưa gấp đen trắng nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gấp đen trắng. Về các bác cưa cành, cưa cây sử dụng làm vườn làm tược rất ok luôn. 50.000 một cây nhá. Dòng cưa lưỡi kép và khi mà các bác xài các bác có thể gấp gọn vào, rất tiện cho việc mang đi mang lại. Đấy. Đây. Con này thì của thương hiệu Fugu. Đấy, Fugu Japan nhá. Dòng cưa lưỡi kép nhá. Đấy, cưa rất là ngọt luôn. Đấy, nó có những cái phần hở hạt bưởi này, các bác cưa thì cái phần mùn nó sẽ đẩy qua những cái phần hạt bưởi này thì nó tạo cái rãnh cưa nó thoáng, cưa rất là nhanh. Phần tay cầm này đều được bọc cao su chống nhân trượt và cái tay cầm nó khá là dài. Các bác cầm khi mà các bác kéo các bác giật cưa nó có lực nhá. Nó có lực nên khi mà các bác cưa nó cưa rất là nhanh, dễ cưa. Đó. Chiều dài lưỡi của cái dòng cưa này thì sẽ là 30 cm. Đó, lưỡi dài là 30 cm nhá, lưỡi dài 30 cm. Và cái phần tay cầm nó rơi vào khoảng tầm 30 cm nữa thì tổng chiều dài khi mà các bác duỗi ra thì nó rơi khoảng tầm hơn 60 cm. Còn nếu các bác gập vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, gập vào nhỏ gọn là khoảng tầm 30 cm thôi. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây cưa gốc đen trắng nhá. Giá thì rất bình dân dễ mua. 50.000 một cây nhá. 50k một cây cưa gốc đen trắng nha. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nhá, bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây, mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Germany này. Đó, made in Germany luôn nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng năm đáy, năm lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này năm đáy, năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy 5 lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây, một con này nữa này. Đấy, một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em cũng không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó.
Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có rơi khoảng tầm 25 cm nhá. Rơi khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. À, toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá. Ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá. Em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại một lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó, thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp dơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn, nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái.